Thưa quý vị khán giả cùng hai chuyên gia, trong cái thời gian vừa qua thì chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi về những cái mâu thuẫn gia đình, về sự đổ vỡ của gia đình, và nhiều bạn gái trẻ thì cứ ao ước được giải thoát được cái thoát khỏi cái cuộc hôn nhân đó. Thế nhưng mà sức ép gia đình cũng rất lớn, khiến họ cứ luôn băn khoăn, và cái sự băn khoăn này lại được chuyển đến chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta. Không biết là anh Đoàn cũng như là bác sĩ Hoàng Thế Hải đã gặp những cái trường hợp như thế chưa ạ? Vâng, xin chào quý khán giả, xin chào MC Thành Văn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thì thật ra thì chúng ta cũng phải hiểu với nhau như thế này. Ở cuộc đời thì có hội ngộ rồi cũng có chia ly. Vâng. Đã có kết hôn thì thế nào cũng có người đòi ly hôn. Vâng. Mặc dù hiện nay tỷ lệ ly hôn thì nó cũng phải chưa quá nhiều, nhưng nó chỉ độ 20% so với lại các đôi kết hôn thôi. Ví dụ 10 đôi kết hôn sẽ có 2 đôi ly hôn. Thế cơ Vâng, à? Thế là nhiều chứ anh? 20%. Vâng. Tất nhiên nó không quá không không đa số, nhưng nó vẫn là số ngày một gia tăng. Vâng. Người trong cuộc với là người biết rằng là mình có nên ly hôn hay không. Vâng. Bởi vì chúng ta vẫn nói với nhau một cái câu là có ở trong chăn mới biết chăn có giận. Một cô gái mà bị vợ chồng hành hạ, đánh đập, bức xúc, ức hiếp mà về có tả cho mẹ đẻ nghe cũng chỉ nói là con khổ lắm mẹ ạ. Thì mẹ cũng chỉ tức là không thể An mô ủi tả thôi. kỹ được mà. Vâng. Ôi dồi, thì tất nhiên vợ chồng lấy nhau nó phải có chồng bát, nó có khí xô, Vâng. khổ thì cũng là bình thường. Ngày xưa tao lấy bố mẹ tao còn khổ bằng mấy ấy, mà rồi cũng nghiến răng chịu đựng, bây giờ thì cũng nuôi chúng mày thành trưởng thành, làm gì mà hơi một tí đã kêu khổ. Nhưng không thể tả được những chuyện là đêm nó hành hạ thế nào, ngày nó chửi rủa ra sao, mỗi một tháng nó xón ra cho được mấy đồng tiền để đi chợ như thế nào, rồi giám soát cả từng cái cuộc điện thoại cũng như là giấc miếng ăn giấc ngủ. Vâng. Người trong cuộc mới thấy rằng sống thế này thì thấy nhục lắm và Vâng. chỉ muốn rằng là buông bỏ cho nó thảnh thơi. Vâng. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là tất nhiên trước một cái quyết định rất lớn đó là ly hôn, các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ cũng có thể tham khảo ý kiến, kể cả chúng tôi, ý kiến chúng tôi cũng chỉ là ý kiến tham khảo. Vâng. Bạn mới là người biết chắc chắn rằng mình nên buông hay cố giữ. Dạ vâng. Có thể thấy rằng các cái ông bố bà mẹ cũng có cái vai trò rất là lớn trong cái việc cái cuộc ly hôn đó, chia ly hay tiếp tục tồn tại níu kéo. Không biết là chị Hoàng Thúy Hải có nhớ được cái câu chuyện có một ông bố vợ đấy, bị cô con gái của mình bị chàng rể hành hạ ở các cái số trước mà chúng ta đã tiếp xúc, thì thấy rằng là nhiều khi sự quyết định, sự khuyên răn của bố mẹ chưa phải là chuẩn. Đúng rồi ạ. Nó phải tùy vào trong tình trường hợp cụ thể ạ. Vâng. Vâng, và tôi cũng đồng ý với anh Đoàn là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được là mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không. Vâng. Nếu như thực sự cuộc hôn nhân đấy mà nó quá ảnh hưởng tới cuộc sống, tới sức khỏe, tới tinh thần của mình, của các thành viên trong gia đình, Vâng. giống như là rất nhiều các cái nạn nhân bạo lực gia đình mà chúng ta đã nghe trong các số trước, đúng không anh? Thì quyết định ly hôn cũng là một quyết định mà theo tôi có lẽ là giải pháp phù hợp nhất cho từng thành viên đó. Tuy nhiên thì đúng là ở góc độ làm cha làm mẹ, không ai muốn con mình có một cái cuộc sống mà nó mình gọi tạm gọi là tan vỡ. Nhưng Vâng. bây giờ tôi nghĩ rằng là bố mẹ bây giờ cũng cũng khác rồi anh Đoàn ạ. Chúng ta cũng cởi mở hơn, chúng ta cũng yêu con chúng ta quan tâm tới con của chúng ta hơn. Nhiều khi không phải chúng ta chỉ vì mặt mũi của chúng ta, hay là chúng ta vì cái danh tiếng của chúng ta, hay là vì bất kỳ lý do gì của bố mẹ mà chúng ta can thiệp, và chúng ta rất tôn trọng các cái quyết định của con, cũng như là hỗ trợ cho con khi mà ngay trong giai đoạn đầu mà nó cần đến mình. Vâng. Rõ ràng là cái sự ảnh hưởng của văn hóa làng xã cũng rất lớn trong cái vấn đề có nên chia tay, có nên ly hôn hay không, đúng không anh Đoàn? Thật ra thì người Việt Nam có nhiều thứ để sợ lắm. Dạ. Trước khi quyết định ly hôn thì sợ bố mẹ buồn, Vâng. bố em bệnh tim, mẹ em lại hay tiểu đường mỡ máu, ngộ nhỡ bây giờ biết cái chuyện này sẽ tăng xông mà thế nọ thế kia, Vâng. lại còn hàng xóm láng giềng ra ra vào vào, người ta chỉ là cái con kia bỏ chồng hay là bị chồng bỏ. Đúng rồi. Thế rồi nhà lại còn hai cô em gái chưa lấy chồng, ngộ nhỡ bà chị mà bỏ chồng ly hôn rồi người ta em mình nó ảnh hưởng, ngộ nhỡ người ta nhìn là nhà nó có truyền thống bỏ chồng chẳng hạn. Vâng. Thế rồi mình có con gái, năm nay cũng học lớp 9, lớp 10 rồi. Rồi quay đi quay lại lại thế nọ thế kia, tức là có Quá muôn vàn nhiều. những cái ràng buộc mà khiến người phụ nữ khi muốn cất bước ra đi
cũng còn cứ phải nhún mình ba lần mà không đứng dậy được. Vâng. Thì đó là rất 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 khổ ạ. Vâng. Nhưng tôi thì tôi thấy rằng là xã hội đã cởi mở, và nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy rất cảm động với một cái ông bố dặn một cô con gái ở trong cái phim mà Về Nhà Đi Con đấy ạ. Vâng. Tôi nhớ nó đại khái thế này này: bố không có cái gì, bố già rồi, bố chỉ có mỗi một căn nhà này, con đi lấy chồng đi, nếu vui vẻ hạnh phúc thì cứ tiếp tục cuộc sống ấy, nhưng nếu con thấy bất hạnh quá thì hãy quay trở về ngôi nhà này, đây là ngôi nhà luôn luôn mở để cho đón con, ít ra thì cũng cho con một con, tất nhiên không phải khuyến khích là mày cứ đi đi, không được thì quay về, nhưng mà còn có đường lùi đấy ạ. Dạ vâng. Nếu tiến lên không được mà khó khăn quá thì cứ về đây, bởi vì cha mẹ nào cũng yêu con, và nhà của cha mẹ thì nhà của con. Con đi mà không thành công thì cũng còn có chốn để quay trở về. Thật sự hạnh phúc của những cô con gái nếu có những ông bố như thế ạ. Dạ vâng. Không biết là với bác sĩ Hoàng Thế Hải thì với trường hợp nào thì nên buông bỏ hẳn, đúng không bác sĩ? Chứ còn cứ níu kéo cũng thì lại khổ quá. Vâng. Thực ra thì trước một cái quyết định là ở lại hay là ra đi, vâng, thứ hay nói cách khác mà mình dùng từ là buông bỏ ấy ạ, không hề dễ đâu ạ. Dạ. Nó phải rất là cân nhắc, và phải nó là hệ quả của rất nhiều những cái mà mình đã phải chịu đựng. Vâng. Kể cả có những cái người rất là khổ chịu đựng từ ngay từ khi bắt đầu cuộc sống chung đã phải chịu đựng những cái khó khăn như vậy rồi. Vâng. Thế và tôi nghĩ rằng là trong những trường hợp mà khi mà cuộc sống không thể có hạnh phúc được, rồi cái người sống cùng với mình nhưng mà không chung tay, không góp sức với mình để giữ gìn gia đình, vâng, đặc biệt là lại còn đánh đập hoặc là gây tổn hại về sức khỏe, về thể chất cũng như là về tinh thần, tức là rất nhiều những cái yếu tố, đúng không? Yếu tố tác động mà, vâng, khi mà cuộc sống không thể nào giữ gìn được nữa thì tôi nghĩ là nên mạnh dạn dứt bỏ ra đi. Dạ vâng. Vâng, mặc dù rất là khó chứ không phải là dễ dàng gì khi mình có quyết định như vậy. Dạ vâng, không biết là anh Đinh Toàn có đồng ý với ý kiến này của bác sĩ không ạ? Vâng, trước hết thì tôi rất là đồng ý với bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Tôi chỉ muốn gạch hai đầu dòng thôi. Vâng. Là chúng ta chỉ phá ngôi nhà khi một là nó không an toàn. Nếu không phá đi nó sập ngay ngày mai vào đầu chúng ta và con chúng ta. Vâng. Việc thứ hai là chúng ta chỉ phá khi chúng ta có điều kiện xây lại một ngôi nhà khác an toàn hơn, to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Chứ phá nhà xong rồi ra đứng đường thì đừng. Vâng. Rất nhiều người vội vội ông vàng bảo chỗ cái nhà này xấu thế phá đi, trong khi tiền chưa có, không có điều kiện, chưa chuẩn bị bất cứ một cái gì để xây dựng một ngôi nhà mới, thành ra chạy từ nỗi đau này sang một nỗi đau khác lớn hơn thì đấy là sợ dại dột mà vội vàng bồng bột. Dạ vâng. Vâng, tuy nhiên nếu như mà thực trong một số trường hợp mà nếu như cái ngôi nhà đó có nguy cơ sập rồi hoặc là ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mình, thậm chí tính mạng của mình, thì kể cả chưa có điều kiện thì lúc này vai trò của người thân rất là quan trọng anh ạ. Vâng. Nếu không đỡ thì có khi em chết mất. Ở thuê, ở trọ, ở nhờ một thời gian, đúng không ạ? Vâng. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm học Đinh Toàn cũng như là bác sĩ Hoàng Thúy Hải, và hy vọng những cái chia sẻ này của hai anh chị sẽ giúp ích cho quý vị khán giả ít nhiều trong cái cuộc sống hôn nhân có rất nhiều điều mà phải băn khoăn hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp xúc với một khán giả gọi đến từ Hải Phòng. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hải Phòng ạ. Xin tôi ở Hải Phòng đây ạ. Dạ vâng, xin chào chị. Chị khách, có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Xin lời chúc chương trình và cho anh Tư Đoàn, anh Đinh Đoàn tư vấn cho gia đình của tôi chút ít nha. Dạ vâng, chị trình bày câu hỏi đi ạ. À, thì tình tôi hỏi là tình hình là gia đình là tôi không có con gái mà có hai cô con dâu. Vâng. À, mà hai anh con trai lại lấy cùng một tuổi. Và vâng. Anh cũng con ngựa, vợ em cũng con ngựa, mà cái cô con dâu này thì thật tình là không có gì xích mích của gia đình hoặc gì, nhưng mà bây giờ nó gây tự nhiên là chị em không hòa hợp, xong rồi là cứ sưng mặt sưng mũi, bây giờ thậm chí về nhà ngày thứ bảy chủ nhật là về có công có việc không đứa nào hỏi đứa nào. Thì bây giờ tôi rất tân vân thì tôi nhờ chương trình, nhờ anh Đinh Đoàn, anh tư vấn rất là hay, tôi rất hâm mộ thì anh tư vấn cho, và sau dạ vâng. Chương trình này thì tôi hỏi về cái tình của vợ chồng tôi một chút nhé. Dạ vâng, tức là chị có hai cô con dâu đúng không ạ? Đúng rồi. Thế bây giờ là hai cô con dâu, hai vợ chồng, hai cặp vợ chồng ấy ở chung nhà với chị à? Không. Một đứa ở trong nhà quê với tôi, một đứa bé lớn là ở trong nhà quê nhưng mà nó cũng ở riêng rồi. Thế à. Còn thằng bé là ở Hải Phòng, vợ chồng là làm ăn ở Hải Phòng. Thế mà bây giờ có ngà, có không có việc hay thứ bảy chủ nhật mẹ muốn bố về đoàn tụ cho vui vẻ, nhưng về không đứa nào, một đứa nào.
Tóm lại là khi nào có công có việc hoặc là cuối tuần mà muốn gọi các con về sum vầy với ông bà nội đúng không? Thì hai cô con dâu có vẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng và hay mâu thuẫn. Cụ thể cái sự mâu thuẫn đó là gì, chị có thể nói rõ hơn được không? Mâu thuẫn thì là có nghĩa là nó không hỏi đứa nào hỏi đứa nào, vợ thằng bé thì nó có vẻ tránh lẽ hơn. Vâng. Vợ thằng lớn thì bằng thằng lớn thì ra chuyện tao là chị mày. Mày không hỏi tao thì tao cũng có mày. Dâu trưởng. Mà con bé này nó, cái con bé cũng tuổi ngựa ra chuyện nó hai chị em hơn. Dâu là bằng tuổi nhau. Vậy đấy, hai cô con dâu bằng tuổi nhau. Dạ vâng. Không đứa nào hỏi đứa nào trong. Thế thì tôi mới bảo rằng là bảo thằng bé bảo hôm nào tao họp gia đình lại để tao xem là hai đứa này nó như thế nào, chứ lại để gia đình như thế này tao buồn lắm nọ kia. Thì thằng bé lại gàn bảo thôi thôi con xin mẹ. Cứ mặc kệ thì nói chứ bây giờ mà mẹ lại nói ra rồi thế nọ thế trai thế này tôi lại nặng yên thì bây giờ thế nhưng mà hai cô con dâu này thì đối xử với mẹ chồng thì ra làm sao? Hai cô con dâu đối xử với mẹ chồng thì nói chung là nó cũng bình thường nhưng mà nó rất tốt đúng không ạ? Không có vấn đề gì cả, chỉ có mỗi hai chị em là có vẻ xung khắc với nhau thôi đúng không? Đúng, hai đứa xung khắc, còn đâu thì còn bé này. Thế hai cậu con trai của chị thì thế nào, có đoàn kết không? Hai thằng anh em nó thì đoàn kết lắm. Ui dồi, thế tuyệt vời quá gì nữa. Tôi nghĩ từ của tao cũng may là hai cô này mà lại ở hai nhà khác nhau đúng không, mà cũng không ở chung với ông bà nội đúng không ạ? Đúng rồi. Thế là cái sự mâu thuẫn là cũng chỉ có khi mà tụ tập họp hành gia đình thôi đúng không? Anh Đinh Đoàn mà chị đang ngưỡng mộ từ đây đầu đến giờ, chị đang nói là chị ao ước được anh Đinh Đoàn tư vấn sẽ tâm sự với chị nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, xin cảm ơn chú Đinh Đoàn. Vâng, xin chào chị. Chị nghe rõ không? Có, chị nghe rõ. Vâng, vâng. Trước hết thì phải nói là rất là vui bởi vì chị 68 tuổi, giọng rất là mạch lạc rõ ràng. Gần 70 tuổi thì nhiều người ngẫy ngãng lắm ấy. Câu được câu mất rồi, nói thì run run rẩy rẩy. Nhưng mà nghe giọng của chị mà còn nói qua loa, qua đài mà thấy vẫn còn sang sảng, minh mẫn. Là còn biết phân biệt là các con dâu thế này, con trai thế kia. Phải nói là tuyệt vời, chúc mừng chị là sức khỏe tốt. Việc thứ hai phải nói rằng là hai cậu con trai đoàn kết và cả hai cô con dâu đều đối xử tốt với bố mẹ, thôi thế là được rồi. Thế còn cái chuyện mà nó có một muôn vàn lý do để hai cô con dâu có thể không bằng mặt mà không bằng lòng. Cái thứ nhất anh chị lưu ý thế này này, đôi khi mình không nhận ra đâu nhưng mà cái sự đối xử không bình đẳng lắm của bố mẹ đối với, có vẻ ta quý cô con dâu lớn hơn là cô con dâu bé. Đôi khi chúng ta có thói quen là cái cô dâu nó ở cạnh nhà mình ấy, đôi khi ốm đau thì mình phải nhờ vả nó, rồi hàng ngày nó cho bát canh bát kiếc, rồi ốm đau nó giặt giũ quần áo cho, thì ta lại thấy không thấy quý bằng cái đứa nó ở xa xa, mấy tháng nó về một lần, mỗi lần nó biếu 1 triệu 2 triệu là đi đâu khoe đấy, cái con cháu nó ở Hải Phòng ấy, đợt vừa rồi nó về nó cho 1,5 triệu 2 triệu, ví dụ như thế, thì làm cho cái cô dâu mà nó ở cạnh mình ấy nó cũng chạnh lòng. Đấy, nó cho tí tiền thì nó ngạo điệu khoe, đây thì ốm đau nó phải hầu với hạ, cấp bao giờ được một lời động viên, ví dụ như vậy. Đây tôi lấy ví dụ thôi nhá. Đấy là thứ nhất là do chính bố mẹ mình xem xét lại cái đường ăn nét ở trong lúc mà có điều kiện tụ tập các con đấy, mình cứ khen các con đi. Bố mẹ rất là vui mừng vì thấy các con bảo ban nhau làm ăn, cùng phấn đấu nuôi dạy các cháu rất là tốt. Đúng là mỗi đứa mỗi cảnh. Cái con kia thì ở xa không có điều kiện thăm hỏi bố thường xuyên, nhưng may mắn quá có anh chị nó ở nhà, thành ra cũng đỡ đần, cô nào mình cũng có cái lời khen. Thế thì đấy là cái vai trò của mình ấy, chứ không phải là tổ chức của họp đâu ạ. Đã họp là thế nào cũng kiểm điểm, mà kiểm điểm thì phải có lời khen người này chê người kia, là làm cho người ta lại mâu thuẫn hơn lên đúng không? Cho nên hai cậu đấy, con trai hiểu rồi đấy, đừng họp gia đình, mình cứ điều hòa bằng cái việc mà mình nhận xét các con. Việc thứ hai nữa là các cô có những lý do có thể mâu thuẫn với nhau này. Hai gia đình mà một cô được chồng chiều chuộng hơn cô kia thì không được chồng yêu bằng ấy, là cũng ghen ghét nhau này. Rồi nhà cô này có khá giả hơn, làm kinh tế khá hơn cô kia, cũng bị cô kia ghen ghét. Nó ướm lắm, nó bắt nạt con trai tôi. Dạ. Xong rồi nè. Bố cơ tôi tư vấn thêm để chú tư vấn cho này. Cái con thứ hai này, dù thứ hai nó ở xa, nó không ấy, nhưng mà nó bắt nạt chồng, nó chập
cầm trịch xong rồi nó đối xử với tôi nói thật là không tốt. Còn giữa cái hai tôi rất là công bằng, tôi không là thiên vị đứa nào cả. Dạ. Đứa nào cũng quý, đứa nào cũng nghĩ mà. Còn thứ hai này nó đẻ mà tôi ra mà nó còn coi tôi như người dưng mà nó còn nói mà đến lúc về nhà mà quát tháo con trai tôi phải khóc. Đấy, thế nên là rồi tự nhiên là thì tôi không có cái chuyện gì cả mà tự nhiên là nó như cái giọng nó tị là con ở gần này để được biết con với cháu thì nó ở bên ở ngoài xa thì bà ngoại nó trông hộ tôi, nó đẻ tôi phải cho 5 triệu mà tôi tao không trông được thì tao cho 5 triệu để mua bán rồi chi tiêu, còn bà ngoại ra giúp họ được. Nhưng mà nó kinh lắm, nó quay tài. Còn thứ hai này nó cũng cái con ngựa mà nó kinh lắm. Con gai thì con gai là nó trịch thượng, coi như là nó ấy, cho nên nó không chị em, nó không tự nhiên là nó không đoàn kết. Chứ còn tôi không phân biệt để đối xử. Vâng, tôi bảo là nhắc nhở là mình xem xét lại thôi, chứ còn có nhiều lý do để hai cô con dâu không vui vẻ với nhau. Thật ra này, mỗi anh con trai của mình nó có tính cách khác nhau, cho nên là các cô con dâu cũng ứng xử khác nhau. Ví dụ thì anh con trai cả anh ấy cũng làm được tiền này, anh cũng có tinh thần rất là quyết đoán này, rồi lại quyết định cái gì là rất là chuẩn chỉ, cho nên trong gia đình anh ấy giành được vai trò làm nóc nhà. Thế còn ví dụ như gia đình đôi vợ chồng của cậu con trai thứ hai ấy, thì cậu con trai thứ hai được cái là hiền lành, chịu thương chịu khó, thương vợ thương con, nhưng mà lại không được nhanh nhẹn lắm, kiếm được tiền cũng không giỏi bằng, thế rồi lại cứ hay nhường nhịn chẳng hạn. Thế cho nên là được cái cô vợ kia thì cô ấy cũng cứ hay lấn lướt một chút. Thôi lâu lâu mình mới ra, mình nhìn thấy, mình thương con mình, xót con mình. Nhưng mà hãy nhớ rằng là vợ chồng anh chị sống với nhau mới là quan trọng. Lúc không có mặt con dâu ấy, mình có thể nói với con trai thôi: con ơi, mẹ thấy như thế không được, con có gì thì con phải nhắc nhở, chứ làm sao mà con để cho nó coi thường, nó coi khinh trước mặt mẹ mà nó còn mắng con nhem nhảm chẳng hạn. Ví dụ như thế, mình tăng cường, mình hỗ trợ để cho con mình nó có cái sự sáng suốt hơn, có cái sức mạnh hơn để mà nó chung sống với vợ nó, chứ không phải là mình ngồi mình bây giờ phân tích với lại bênh ai cũng chết. Cái chuyện mà bà nội chăm được ít hơn, còn thì nó ở gần bà ngoại chăm là chính, nó chỉ là cái cớ thôi. Chứ còn thì đã không ưa sẵn rồi, mà đã không vui, không hài lòng sẵn rồi, thì một cái yếu tố rất là nhỏ cũng làm cái cớ để người ta bám vào đấy để người ta có thể nói. Nhưng mà tôi nghĩ là chị không nên quá chấp. Chắc chắn là thôi kệ, đời cua cua máy, đời cái đào. Con trai mình cũng đã lớn, đã trưởng thành, có vợ, có con. Mình cũng 6-8 tuổi đầu, mình cũng chẳng thể nào mà cứ đi ngồi đấy mà thương là để bị vợ bắt nạt, xong rồi mình lại còn có cái can thiệp, rồi cuối cùng mình nói được vài câu mình lại về, chứ mình có sống ở đấy để mình bênh vực con trai mình đâu. Khéo không rồi con trai mình còn bị hành hạ nhiều hơn, đúng không ạ? Nhá, hy vọng rằng là mình chỉ là người đứng sau, và hai nữa là cũng để cho con phải tự lập trong cuộc sống. Người mẹ nào cũng thương con đến 40 tuổi vẫn thương, là khổ thân thằng bé bị vợ bắt nạt. Nhưng mà thôi, phải để thằng bé phải tự lớn thôi ạ. À vâng, hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Đoàn sẽ giúp ích cho chị ít nhiều. Và như chị biết đấy, thì hai cậu con trai của mình còn hai tính cách khác nhau, đâm ra hai cô dâu dù có chung tuổi ngựa đi chăng nữa thì cũng vẫn là khác nhau mà chị. Và cái điều quan trọng nhất của chị bây giờ là 68 tuổi, sức khỏe là chính. Xin chào chị, cảm ơn chuyên gia giáo dục Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Thái Bình. Em thì trước bây giờ vợ chồng sống đến bây giờ vẫn có một điều là hôm vừa rồi. Vâng. Em cũng hơi dại một tí này đi gặp bạn bè. Vâng. Thì sau khi lâu ngày gặp nhau, anh em liên hoan xong thì có rủ anh em ngồi rủ đi gọi là đi tập quất. Vâng. Và thế là cũng cô cho giải lần đầu tiên cũng là kinh luôn. Thế là vào đánh tập quất thì cái cô nhân viên phục vụ đấy, thế là cô cũng có gợi ý, nhưng em không, nói chung là không dám quan hệ, nhưng mà cô ấy ấy quá rồi mình mùi nồng thì cô ấy dùng gọi là miệng cô ấy, thì sau xuất ra là em chỉ kinh không may nữa có bệnh tật gì không, từ bên này là khiếp, cho nên là nhà bác sĩ tư vấn giúp rồi.
Tôi tóm tắt lại câu hỏi của anh nhá, tức là hôm vừa rồi thì đi họp lớp hay là họp liên hoan gì Vâng. đấy, thế sau khi liên hoan xong thì có tí rượu tí chè tí bia vào rồi thì Đúng là rồi. hứng khởi, thì cả nhóm là rủ nhau đi tẩm quất massage. Và tại cái quán massage đó thì cái cô nhân viên gợi ý rằng là tiến xa đến Z không, đúng không? Thì Đúng anh rồi, đúng rồi. mặc dù là ban đầu thì có vẻ là không đồng ý nhưng về sau lại đồng ý rồi, đúng không? Thế nhưng mà chỉ Vâng. có quan hệ tình dục bằng miệng, đúng không? Chứ Đúng chưa rồi, có cô quan dùng miệng rồi hệ chứ cô, thế kia là mình không dám, mình cũng kinh. rồi thì không Thế, dám nhưng thế kia là cũng ghê rồi đấy. đấy, đấy, thế cho nên mình sợ từ mấy thế Thế này. là cô ta dùng miệng kích thích bộ phận sinh dục của anh, đúng không? Đúng rồi. Và anh lo rằng như thế là có ảnh hưởng gì đến sức Có khỏe của liệu mình liệu không, có có bị lây nhiễm bệnh gì gì không, cho nên là sau khi bệnh xong rồi mình đúng là hãi hồn. lây nhiễm gì không, đúng không? Dạ, Từ hôm đúng đó rồi. đến nay là bao lâu rồi? Là 1 tháng này, hơi tháng này rồi. Thế à, cái chỗ ý nó có biểu hiện gì khác thường không? Nói chung là vẫn cứ bình thường, không có vấn đề gì cả. Vì Thế à? cô cũng còn chồng con, bố thực ra mà nói là mình thì nếu nói đúng là nhìn thì cũng không bằng vợ mình, ở nhà mình cũng không 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 Trời ơi, tại sao lại cứ phải đi nghe cô tiếp viên cô nói xem cô ấy có thật lòng hay không? đấy, Bây không giờ là phải có quan hệ à quản bây giờ là phải quan tâm đến cái sức khỏe của chính bản đúng thân rồi mình nhá. vậy, Còn vì mình cái cũng vẫn chuyện mà sức có khỏe với lây gia đình với lại vợ con đàng hoàng cho nên là mình cũng không dám, nhưng mà hôm ấy là đúng là rượu chè vào rồi nó chỉ có một tí thế thôi. rồi ông nào đi như thế chả nói như vậy. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái khả năng lây bệnh từ cái việc quan hệ tình dục bằng miệng như thế có xảy ra hay không Vâng. nhá. Xin mời chị Vâng. Hoàng Thúy Hải. À, vâng, xin chào anh. Vâng, chào bác. Em cảm ơn Từ bác. hôm đấy đến Vâng. giờ mất ăn mất ngủ đúng không? Đúng rồi đấy. Ừ. Thế bây giờ câu chuyện này phát lên sóng thì có sợ vợ nghe thấy không? À, cái chuyện vợ nghe thấy thì phải chịu biết làm thế nào. Thế à? Vâng. Tôi chỉ sợ là không biết là vợ anh nghe được thì nó có ảnh hưởng gì đến gia đình mình không Không. ấy. Không, bởi vì này, gia đình vẫn cứ hạnh phúc, vợ mình cũng làm sao vậy, là vợ chồng hạnh phúc, con cái cho nó học hành đến nơi đến chốn, đến bây giờ là rất là đẹp rồi, cho nên là cũng thoát dại một lần, nhưng mà thôi thì Thế sau sau khi mà làm chuyện đấy thì mình đã nói chuyện với vợ chưa? nói chuyện với vợ thì sao sao dám nói với vợ. Xin lỗi, là từ trong 1 tháng này thì mình có quan hệ tình dục với vợ không? Tôi mới đến này là không. Rồi. Ừ, cũng còn may là mình cũng còn tỉnh táo và mình cũng có kiến thức anh Văn ạ, cho Vâng. nên là Vâng. cũng biết đề phòng rồi, là cũng rất là lo lắng, vì vậy cũng gọi Vâng. điện đến chương trình. Vâng. Một lần như thế hy vọng là tởn đến già đúng không? Vâng. Vâng. Đúng là sợ đến già đấy. Sợ đến già đấy hả? Vâng. Vâng. Vâng, anh năm nay mới 50 tuổi thôi. Sẽ Vâng. còn rất nhiều lần liên hoan, rất nhiều lần họp lớp, rất nhiều Không, lần có các cơ hội liên khác. hoan thì cũng đã nhiều nhưng mà hôm ấy mình cũng là chót dại. Vâng. Cũng là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng đi. Và tôi cũng hy vọng là như vậy, nếu được như thế là rất là Vâng. tốt. Và Thì thực mình muốn ra giữ hạnh thì phúc gia đình, vợ chồng con cái cho nó vui vẻ, nó đến già thì còn không muốn cái chuyện đúng rồi này ạ. khác từ trước đến giờ. Vâng. Thực ra Vâng. thì trong các cái đường lây qua đường quan hệ tình dục thì cái quan hệ tình dục xâm nhập ý, tức là quan hệ giữa dương vật với cả âm đạo, thì thường là cái con đường mà nó lây các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục cao nhất. Vâng. Vâng, đấy Thế em tính đường đấy. miệng thì nó cũng là một cái đường quan hệ tình dục, và tuy nhiên nó cũng có khả năng có thể làm lây các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu như Vâng. mà cái cô mà cô gọi là cô tiếp viên này, Vâng. vâng, cái cô massage ấy, mà cô Vâng. ý có những cái bệnh lý ở trong khoang miệng này, có những cái bệnh lý về răng lợi, hay nói cách khác là cô ấy có những cái ổ viêm nhiễm ở Vâng. trong khoang miệng của cô ấy, và ở tại những cái ổ viêm nhiễm đấy nó có các cái huyết tương chẳng hạn, thì trong huyết tương Vâng. đấy mà có các cái mầm bệnh ví dụ như là HIV hay là viêm gan B vân vân, thì khi mà cô ấy kích dục cho anh, cô ấy dùng miệng, thì qua cái hành vi kích dục đấy nếu như làm xây xát hoặc là tổn thương cơ quan sinh dục của anh thì nó cũng có thể là một trong những cái đường lây mà làm lây bệnh cho anh, mặc dù Vâng. cái nguy cơ thì nó thấp hơn rất nhiều so Vâng. với đường các cái đường quan hệ khác nhá. Vâng. Bởi vì vậy theo tôi thì để cẩn thận nhất ý, và cũng là giải tỏa tâm lý của anh ý, thì anh nên đi đến bệnh viện ý, xong rồi anh làm Vâng. xét nghiệm đi nhé. Vâng. Ừ, cơ Vâng. bản ví dụ như là xét nghiệm HIV rồi xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C để xem là mình cũng là một cái điều kiện để xem mình có bị hay không. Tất nhiên tôi nói xác suất rất là thấp,
cơ hội rất là thấp, nhưng không thể nói là an toàn 100% được. Vì thế mà rất tốt là trong trong một tháng vừa rồi mình đã không quan hệ tình dục với vợ, hoặc là nếu có quan hệ tình dục với vợ thì mình phải dùng bao cao su để mình phòng tránh lây các cái bệnh cho vợ ấy. Đấy, và tôi tin là chắc là cái cách dùng bao cao su an toàn thì anh cũng đã nắm được rồi đúng không? Thế và để giải tỏa về mặt tâm lý thì tôi nghĩ là vẫn nên đi xét nghiệm. Vâng, nói chung là em cũng điều tra cái cô này ở trên ấy thì cũng có chồng con, về sau em phát hiện điều tra thì ở cái xã bên cạnh cô làm đấy thì cô cũng có chồng có con, thế cho nên là em cũng, nhưng mà cái tư tưởng của em vẫn cứ đúng rồi. Tôi cho là cái tư tưởng của anh mới là quan trọng, nếu như anh không được giải tỏa thì anh cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống cũng như là cái đời sống quan hệ tình dục với cả vợ của anh đấy. Và cũng hy vọng đây là một bài học không chỉ cho anh mà sẽ cho rất nhiều những người khác, đặc biệt những cái người đàn ông mà hay đi họp lớp rồi hay liên hoan rồi là hay có những cái cơ hội và đi từ A xong rồi đi tới Z, sướng đâu chả thấy, nhưng mà lo lắng thì sẽ rất là kéo dài anh Văn ạ. Dạ vâng, không biết là anh Đinh Toàn hay đi họp lớp ạ? Ôi đừng vớ đua cả nắm đi. Họp lớp là chuyện bình thường. Thế rồi, nhưng mà không phải cứ đấy, tránh trường hợp là có những bà vợ mà nghe cái câu chuyện này rồi bắt đầu là cấm chồng hay là cấm vợ, không cho đi sinh hoạt lớp, không cho đi hội hè, thì như vậy là chúng ta sẽ vơ đũa cả nắm. Cái họp lớp, cái hội lớp, cái sinh hoạt cộng đồng nó không có tội tình gì, cơ bản là mình làm gì sau đó thôi ạ. Dạ vâng, và hy vọng rằng như anh nói đây là lần cuối cùng nhá. Vâng, cảm ơn các bạn, chào anh và cảm ơn hai chuyên gia. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo Hà Nội đâu ạ? Alo khán giả gọi đến từ Hà Nội đâu? Vâng ạ, em đây ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Em hỏi là em từ hồi 40 tuổi đến bây giờ ấy, em không có gọi là mất cảm giác về sinh lý. Mất cảm giác về sinh lý. Vâng. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, năm nay em 50 nhưng mà em mất cảm giác từ lúc 40. À, tức là 10 năm nay. Vâng. Cái chuyện quan hệ tình dục là không cảm thấy là mình thỏa mãn gì cả đúng không? Không, không. Rồi. Thế với chồng à hay với ai? Vâng, với chồng. Thế à? Ngoài chồng ra có tư tưởng đến chàng trai nào khác không đấy? Không. Chồng đã sợ, nhìn thấy con trai đã sợ. Ồ, nhìn thấy con trai, tức là nhìn thấy đàn ông nói chung là thấy ghê sợ rồi đúng không? Ghê sợ. Ngay cả với bản thân chồng mình. Và chục năm nay hiện tượng này diễn ra như thế. Cái cảm giác sợ hãi nhất của bạn mỗi khi có quan hệ tình dục là gì? Vâng, giờ ví dụ là chồng mà gần đến sợ nó không muốn. Thế à? Vâng. Thế là tim đập chân run à? Cơ thể có thắt lại đúng không? Mà bây giờ kể cả chồng sờ mó vào người mình cũng kinh ạ. Không có cảm giác gì. Thế à? Có bao giờ than phiền với chồng hoặc là có chia sẻ với chồng về chuyện này không? Chồng bảo rằng em không sướng, anh sướng là được. À. Anh đã thế. Rồi, ích kỷ thế. Thế em cứ hỏi, em sợ chồng cũng mất hứng ấy. Ừ. Em cũng hỏi bà rằng là thế anh có thích không? Ừ. Anh mà thích. Thế à? Nhưng mà em lại không có cảm giác. Thế à? Thế anh ấy bảo rằng là em không thích, anh thích là được. Ừ. Không vấn đề gì. Thì có mấy con rồi? Em 2 con ạ. À, lấy nhau được bao nhiêu năm? Em lấy được 29 năm rồi. 29 năm, thế là lên trước bà nội bà ngoại chưa? À, em lên bằng bà nội 8 năm nay ạ. Bà nội 8 năm nay rồi á? Vâng. Tức là có con dâu đều về rồi đúng không? Vâng. Rồi chúc mừng bà nội, mà bà nội vẫn ao ước là làm nào bây giờ 50 tuổi mỗi lần quan hệ thấy thích một cái đúng không? Vâng. Chứ chục năm nay rồi không biết thích là gì cả. Chẳng thích cái gì cả mà sợ chồng mó vào cái dãy đồng gạch kia. Lại còn dãy đành đạch vì thích cái này là sợ. Không nghĩ đến. Rồi. À, bây giờ mà bởi vì là em cũng không thích mà ngủ riêng giường lâu rồi. À lại còn thì ngủ riêng. Thỉnh thoảng anh ấy thích, anh ấy sang thôi nhưng mà vẫn không thích. À thế à. Rồi, ông nội của cháu thì chắc là vẫn còn khỏe lắm đúng không? Ông nội hơn em 2, ông nội của cháu hơn em 2 tuổi. À, năm 2. Năm 2. Vẫn còn khỏe. Không biết là với tình trạng này thì anh Đoàn có hướng khắc phục kiểu gì không ạ? Rồi, trước hết là chào bà nội. Chắc là mình lấy chồng sớm quá đúng không? Lúc ấy là 18 hay 20? Em 21 tuổi. 21 tuổi lấy chồng, có tất cả là có mấy đứa con?
Em có hai đứa ạ. À, có hai cháu Cháu thôi đúng lớn không? 28 rồi ạ. Một đứa 28 rồi. Thế xong Dạ. mình sống ở khu vực nào, nông thôn hay thị trấn, mình đi làm nông Em hay là ở nông thôn đi làm công nhân được. nông thôn hoàn toàn đúng không? Trước Không ạ, đi. đây cái trước lúc mà mình trước lúc sợ ấy thì cái quan hệ vợ chồng thế nào? Quật cường quật khởi rồi ấy, rất là hăng hái rồi ông ấy cũng khỏe, mình cũng hào hứng không, hay là từ trước đến giờ nó vẫn cứ nhì nhằng như vậy? Trước cái 40 tuổi ấy Vâng. thì cái việc quan hệ vợ chồng ấy nó Không. có vui vẻ, mình có hào hứng không? À, trước 40 tuổi thì có. Có hào hứng, Có có thích đúng không? Rồi. Bây giờ cuộc sống có vất vả lắm không? Mình không? ngoài đi làm công ty có phải bế cháu nội còn bế cháu ngoại rồi lo đủ kiểu gì không? Thế nhưng mà ví dụ như khi chồng ôm ấp kích thích mình thì điện nước có đầy đủ để mà thực hiện cái việc kia không? Hay là cứ khô khô rát rát? Khô ra chát từ lâu rồi. Thế à, khô khô rát rát lâu rồi. Thế xong rồi rát cũng không có bảo anh là từ từ hay là anh có bôi cái gì vào không, cũng cứ nằm nghiến răng mình chịu đau ấy hả? Không có chứ có vô nhưng mà vẫn không thích. Bôi cái gì? Mỡ lợn á? Không biết cái thuốc gì ở hiệu họ bán cho ạ. À, cũng là Thì mua ở hiệu thuốc ô rồi. à, thế cũng tốt rồi đấy, cũng có hiểu biết đấy thôi. Thật ra thế này Mà này, không phải là ít người phụ nữ mà đến cái tuổi 45, 50 trở đi là không còn có cảm xúc mà ta cứ quen gọi là lãnh cảm đâu. Nhưng mà không phải một mình thế mà nó có nhiều yếu tố lắm. Yếu tố thứ nhất có thể thế này này, mình là người cũng mãn kinh sớm sớm, từ cái tuổi 40 giờ đến 50 chắc bây giờ mãn kinh rồi đúng không? Hay vẫn còn? em chưa mất Ồ, độ 5 tháng à thế à, mới thấy tăng tuổi tác nó lớn lên một chút rồi, con cái cũng lớn rồi, rất nhiều người cho rằng là con cái đã lớn đã lên trước ông bà nội ông bà ngoại rồi thì cái chuyện kia nó không cần ham hố nữa, vợ chồng ngủ riêng, quan trọng nhất cái tuổi này là già tập trung vào ăn uống chăm sóc lo toan cho các con các cháu, chăn con lợn con gà, và không cho rằng cái việc kia là việc quan trọng. Chính vì vậy thì trong tư tưởng của mình không cho nó quan trọng, ông ấy thích thì cho ông, còn ông thích thì ông làm, đây không cần. Thì đấy là cái yếu tố mà do tinh thần. Một cái yếu tố nữa ban nãy nói rồi, tức là mình bây giờ cũng 50 rồi thì rất là nhiều thứ về mặt nội tiết cũng như là sức khỏe nó cũng suy giảm. Mặc dù là hiện nay thì mình chưa mãn kinh nhưng mà rồi sớm muộn cũng trong nay mai thôi, đúng không? Cái cây nó cũng đang đang ra rất là nhiều vụ quả rồi, cũng đến lúc nó cằn cỗi. Một cái điều nữa thế này. Nhiều người có bị áp lực về về công việc với cuộc sống đấy, cứ lo toan làm ăn vất vả đầu tắt mặt tối, thành ra cũng chả nghĩ gì đến cái chuyện kia. Thế ra như cuộc sống nó thảnh thơi một chút, các con nó tự lo cho bản thân gia đình nhà nó, con cháu nội cháu ngoại lâu lâu mới về chơi với ông bà thôi, còn thì nó đi nhà trẻ mẫu giáo, ông bà đến tuổi này cũng không bò ra để làm giàu làm có gì nữa, thôi thì rảnh rỗi ông bà cũng chở nhau đi đây đi đó, bà ông cũng mua cho bà cái váy hay là cái quần, thỉnh thoảng ông bà đi ra thị trấn ăn kem ví dụ như thế. Nó với hồi lại cái tuổi ngày xưa đi đường với cấu chí lẫn nhau, mình ngồi đằng sau xe máy của ông, thỉnh thoảng mình lại cấu vào sườn ông một nhát, ông lại vòng tay lại đằng sau ông ấy chọc ghẹo mình là úi giời ơi cái vòng vòng hai to quá, ví dụ như vậy. Thì Ông à, anh ấy chọc ghẹo em ghét lắm, ông ấy có chọc ghẹo gì nhưng mà chọc ghét, ghẹo nhưng mà nhưng mà em không ghét thích. đi. Ví dụ anh ấy nói Ôi chuyện này, là vui vui đùa đùa về cái chuyện sinh lý em không thích, ôi sao em lại, ghét lắm, sao lại ghét này, em một ghét lắm, đến em tuổi ghét. này rồi một người đàn ông 52 tuổi mà còn chọc ghẹo vợ phải nói là quý hóa. Nếu mình không thay đổi mà độ 5-7 tuổi nữa mình hoàn toàn là không còn ham muốn, trong khi ông ấy 60 rồi, đàn ông 60 cũng còn là đỉnh cao, 70 cũng còn đang sử dụng được, là rồi đến lúc mà cái nhu cầu tình dục vợ chồng nó có lệch nhau ấy là rất dễ dẫn tới chuyện này chuyện khác. Nếu như không phải là đi ăn vụng ăn trộm thì cũng bị ấm ức vì nó không được giải tỏa, nó không được thỏa mãn. Hiện nay anh còn Không, đang vui tính, anh bảo là thôi mẹ không thích nhưng mà bố thích thì cứ để bố làm. Nhưng mà rồi đến lúc em nhiều khi em là thôi anh đi lấy người khác đi, anh đi tìm bạn lại xui gái chồng đi lấy người vớ khác. vẩn, Em có chuyện bảo thế. không, em không thích cái chuyện đấy, em bảo anh đi lấy người khác Vợ đi, chồng không phải là chỉ có cái em chuyện bảo ấy để mà khi mình không đáp ứng nữa thì anh đi lấy người khác đi.
có phải mớ rau mớ dưa đâu mà lại bảo rằng bây giờ em không thích anh đi lấy người khác. Bao nhiêu tinh hoa tinh túy thời tuổi trẻ mình hưởng, bây giờ đến một lúc ông sắp già thì để cho người khác, ai người ta lấy, đúng không? Bởi vì em ạ, không có nhu cầu, em không có đáp ứng được cho anh thì anh cứ đi yêu cái bạn gái này, yêu yêu cái người bạn gái này này thôi, không, em không cấm đâu, nhưng mà mình mở rộng cái hiểu biết đi, tham gia vào các câu lạc bộ phụ nữ ở thôn ở xã đấy, thỉnh thoảng các chị em sinh hoạt này, đi đây đi đó với chị em nữ, đi tham gia vào đội múa hay đội văn nghệ của xã, rảnh rỗi buổi chiều đi tham gia những lớp dưỡng sinh hay tập aerobic hay là nhảy dân vũ gì đó, để mình nói chứ một bà 50 mà ở thành phố là trông còn ngon lành lắm ấy. Đây này, bác sĩ Hoàng Thúy Hải 55 rồi mà trông như là 40 ấy. Đấy, cho nên là cái cơ bản nhất là mình phải làm mới mình. Để làm sao ạ? Mình phải nhớ rằng là bên cạnh mình còn có người chồng đã cùng với mình những 30 năm nay. Bây giờ đến cái cuối cuộc đời không thể buông tay nhau ra dễ dàng như thế. Rằng là thôi ông cứ đi một mình, tôi không thích, tôi không đi được. Phải cố gắng nhá. Mình nhớ rằng mình chưa muốn, mình không muốn. Cái này nó không có hại hại gì đâu. Nếu có được thì thật ra mình cũng thấy nó vui vẻ, nó cũng sảng khoái, và đặc biệt là củng cố sức khỏe tinh thần và kéo dài tuổi thọ đấy. Thông tin bác sĩ Hoàng Thúy Hải, bác ấy nói cho mà nghe. Không biết là với cái trường hợp mà từ 40 tuổi đến nay, tức là 50 tuổi chục năm nay, là đã có cái hiện tượng như chị khán giả này trình bày là lãnh cảm rồi. Đây có phải là hiện tượng bệnh lý không thưa bác sĩ? Tôi cũng nghe câu chuyện của thính giả này với cả anh Văn với cả anh Đoàn rồi. Vâng. Thực ra thì tôi nghĩ thế này, cho dù chị là cứ nói là chị không thích, nhưng mà thực ra hình như không phải thế anh ạ. Chị có thích, nhưng mà có điều là cái gì nó bó bó đó. Có một cái gì đấy nó làm cho chị ấy nó không thoải mái và nó không cởi mở. Vâng. Chính vì thế mà kể cả chị có chia sẻ với anh chồng đi nữa thì nó vẫn có một cái khoảng cách nào đấy. Vâng. Và anh chồng mới có thể nói là mình không thích thì kệ mình, còn tôi thích là được, ví dụ như vậy. Nhưng mà đứng về quan điểm về sức khỏe ấy, vâng, thì tôi nghĩ là nếu có điều kiện mình nên đi kiểm tra sức khỏe của mình, đặc vâng, biệt là về sức khỏe sinh sản. Ít nhất mình phải kiểm tra xem là cơ quan sinh dục của mình nó có vấn đề gì không, vâng, nó có bị viêm nhiễm hay là nó có cái gì bất thường không mà nó ảnh hưởng tới cái cảm xúc của mình. Vâng. Cái thứ hai nữa là kiểm tra xem cái nội tiết tố sinh dục của mình xem nó như thế nào. Mặc dù là bạn ấy vẫn có hành kinh và nhưng bây giờ thì đã bắt đầu tiền mãn kinh rồi. Vâng. Vì vậy là nên kiểm tra xem nếu thực sự là buồng trứng bị suy giảm. Vâng. Hoặc là nội tiết tố mà không đủ chẳng hạn. Vâng. Thì y tế người ta sẽ có cái biện pháp người ta can thiệp cho. Vâng. Vấn đề ở đây tôi hoàn toàn đồng ý với anh Đoàn, nó không phải là chỉ là cái quan hệ tình dục để thỏa mãn nhu cầu đâu ạ, mà nó thực sự nếu mình có cái quan hệ tình dục tốt, có chất lượng thì nó cũng sẽ cải thiện rất nhiều cho sức khỏe. Đấy, nó như sẽ... anh Đoàn nói là còn tăng tuổi thọ đúng không? Vâng ạ, vâng. Bởi vì nó nếu mà quan hệ tình dục tốt, nó tiết ra rất nhiều các cái chất có lợi cho sức khỏe mà. Vâng. Chứ có phải là không đâu. Và nó là một phần tất yếu của cuộc sống, trừ những trường hợp bệnh lý hoặc là những trường hợp không thể bất khả kháng, tức là không được phép quan hệ tình dục theo chỉ định của bác sĩ thôi. Còn trong điều kiện mà mình vẫn tốt, vẫn có thể làm được những cái việc như vậy thì mình đừng có giữ cái khư khư ở trong đầu mình là dạ vâng, tôi không thích, tôi không làm được chuyện đấy. Dạ vâng. Ví dụ như vậy, hãy cố gắng cùng dạ vâng với ông chồng 52 tuổi nhưng cũng rất là cởi mở. Dạ vâng. Cùng với anh ấy để mà tìm ra những cái tốt nhất thì chất lượng cuộc sống, quan hệ tình dục nói riêng cũng như là chất lượng cuộc sống của gia đình bà nội chắc chắn sẽ tốt hơn rất là cảm nhiều. Vâng, cảm ơn bác sĩ và chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Và quên ngay trong đầu cái suy nghĩ là ông đi kiếm vợ khác đi nhá. Xin chào chị. Vâng, em chào anh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo, khán giả Hà Nam đâu ạ? Alo, chào chương trình ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? À, thì tôi có bà vợ năm nay bà ấy 47 tuổi, nhưng bà ấy kiểu bà ấy hết kinh tầm độ khoảng hơn năm rồi ấy. Xong bây giờ bà ấy uống cái siêu thuốc kiểu điều kinh trở lại ấy. Xong là bà ấy cũng bị đau bụng, gần như đau bụng suốt ấy. Xong nó nổn ra, xong cũng đi nội soi nội siết các thứ, rồi ở khu vực Đồng Văn người ta bảo không sao mà về bụng già cái đau suốt, xong nó lại kiểu ra cái huyết trắng ấy, kiểm ra lúc thì ít lúc thì nhiều ấy. Ừ. Thì tôi muốn hỏi chương trình xem cái uống cái thuốc đấy vào
hay là mình chuyển mãn kinh rồi mình uống thuốc đấy vào thì nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề đấy không ạ? Rồi, thế là bà ấy năm nay 47 tuổi thì ông là bao nhiêu tuổi? Ông năm nay 51. À thế à, hơn nhau 4 tuổi. Thế và thấy vợ 47 tuổi thì là khoảng nửa năm nay thì cứ kinh nguyệt là cái quả quả tắc quả tùn thôi đúng không? Vâng, là nó mua hết thuốc điều nó kinh. Hết anh ạ. Thế và từ lúc uống thuốc điều kinh thì lại có nhiều bất thường xảy ra như anh kể. Đúng rồi. Vâng. Bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thị Hải sẽ xem đó là hiện tượng gì nhá. Xin mời chị Hoàng Thị Vâng, Hải. Vâng. Vâng ạ, vâng, xin chào anh. Vâng ạ, chào bác sĩ. Cũng lo cho bà ấy nhỉ? Vâng, lo cả cho bà mình nói đúng chung không? Nó kiểu không được bình thường như mọi người ấy. Vâng ạ, vâng. Vâng. Ngoài cái chuyện kinh nguyệt như vậy thì sức khỏe của chị có vấn đề gì không? Sức khỏe thì vẫn bình thường nhưng sau khi uống cái thuốc đấy vào tầm khoảng 1-2 tháng thì nó lại có trở lại. Có trở lại xong là bắt đầu là nó đau bụng rất nhiều và nó ra cái khí hư, cái huyết trắng đấy. Nó ra cũng lúc nhiều lúc ít xong là đau suốt ấy mà. Mình có biết uống thuốc đấy là thuốc gì không ạ? Thuốc thì bà ấy nhờ các kiểu để đánh đàn bà đi mua ấy, thì gọi mang chất là cái thuốc điều kinh ấy, thì nó là thuốc Tây tôi hay cũng là không thuốc Nam ạ? Và tôi cũng không biết để ý là cái thuốc gì, nhưng mà lại phải bà uống thuốc điều kinh trở lại thì nó cũng có một thời gian sau nó có trở lại, có trở lại xong là được 1-2 tháng thì bà cứ đau bụng đau bão suốt nó ra cái đấy nhiều nhiều. Vâng. Anh rất là quan tâm tới tới chị ấy như thế đã là một cái nguồn động viên rất là lớn cho chị ấy rồi. Bởi vì thường phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ngoài 45 á, thì có nhiều người người ta đã có thể là tiền mãn kinh và mãn kinh sớm. Nếu như mà người ta có kinh từ rất là sớm ý, đấy thì có thể là đến 47 tuổi là đã tiền mãn kinh rồi, chuẩn bị để mãn kinh rồi. Và đặc biệt là từ trong cái giai đoạn này, cái giai đoạn bắt đầu từ khi tiền mãn kinh cho tới khi mãn kinh hoàn toàn thì cơ thể nó có rất nhiều những cái thay đổi. Đó là do cái nội tiết tố sinh dục nữ nó bị suy giảm, nó bị giảm dần cho đến lúc nó hết. Và trong cái quá trình này thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe nói chung cũng như là cơ quan hoạt động của cơ quan sinh dục nói riêng. Nhiều thứ lắm, ví dụ nó bốc hỏa này, rồi là có khi lại tăng cân hoặc là giảm cân, rồi da rẻ nó cũng không được mịn màng như trước, tóc nó cũng không được mượt nữa, rồi nó khô, rồi nó bạc, vân vân. Rồi có khi lại bắt đầu có những cái bệnh về chuyển hóa, ví dụ như là tiểu đường này, hay là tăng huyết áp, hay là những cái bệnh lý về tuyến giáp, về thận, về khớp, vân vân. Tức là toàn bộ cái hoạt động của cơ thể đều bị ảnh hưởng do cái suy giảm nội tiết tố sinh dục. Và nó có thể dẫn đến là ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe. Về cơ quan sinh dục thì lúc này là kinh nguyệt bắt đầu nó không còn được đều như trước nữa. Và lúc thì có, lúc thì không. Có khi lại một tháng thấy hai lần, có khi lại 2-3 tháng, thậm chí 6 tháng không thấy hành kinh đâu rồi nó mới quay trở lại. Vì vậy mà ở trong cái giai đoạn này rất cần là chị em phải theo dõi sức khỏe của mình thường xuyên. Để làm gì? Điều chỉnh cho nó kịp thời những cái dấu hiệu, phát hiện những cái dấu hiệu mà nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng như là có một cái chế độ ăn uống, rồi chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi cho nó phù hợp. Khi qua được cái giai đoạn này rồi thì cơ thể nó sẽ ổn định trở lại. Quay trở lại trường hợp của nhà mình như thế này, tốt nhất là anh ở cũng ở dưới Nam Hà đúng không ạ? Vâng, Hà Nam. Thì có điều nhiều điều kiện lắm mà, hãy đưa vợ đi khám đi, đừng có nghe rồi là uống thuốc của bạn bè hay là mua nó không rõ, nó không đúng ý. Thì có khi nó lại không những nó không điều trị được bệnh mà nó lại còn ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe nữa. Hãy đưa chị đi khám để kiểm tra xem là có viêm nhiễm gì không. Bác sĩ ạ, tôi cũng đưa đi khám các thứ ở thủ lý rồi bảo an hoặc biết người ta cũng nội soi cũng chết, người ta bảo hai bên ví dụ như tử cung hoặc hai bên buồng trứng nó vẫn bình thường, tức là nó cũng không có vấn đề rồi gì, nhưng mà bà chị này cứ lúc thì nó ra, ví dụ như đến là bà ấy nói lại đi, lúc thì nó ra một vài giọt, lúc thì nó ra nhiều, kiểu cái huyết trắng ấy, kể cả đi vệ sinh bình thường này cũng có cơ. Ở trong giai đoạn này thì hoàn toàn có thể bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục mà anh.
Ví dụ có những cái viêm mà nó sâu hoặc nó mãn tính, nó viêm cổ tử cung lộ tuyến chẳng hạn, thì người ta phải đặt thuốc, người ta phải có hẳn một cái liệu trình để người ta điều trị. Thậm chí là sau khi điều trị ổn định rồi thì người ta còn phải có những cái biện pháp can thiệp khác. Vì vậy mà khi mà mình đi khám thì mình có thể kiểm tra toàn bộ cái tử cung hoặc là cái cổ tử cung hoặc là cái âm đạo của người phụ nữ xem nó có vấn đề gì không. Những cái vấn đề về da huyết, những cái vấn đề về huyết trắng, những cái vấn đề về ngứa hoặc là dịch sinh dục thì đều liên quan tới cái cổ tử cung hoặc là cái âm hộ nhiều mà. Nói chung là mình đi khám thì rất là tốt rồi, nhưng mà nếu có điều trị ý, thì mình phải theo đúng cái hướng dẫn của bác sĩ nhé, kết hợp với cả những cái biện pháp khác, thì tôi nghĩ là nó sẽ chóng qua cái giai đoạn này thôi ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ và hy vọng là anh sẽ đưa vợ để đi khám chuyên sâu hơn, bởi vì nghe anh trình bày thì mới hình như mới chỉ là siêu âm thôi đúng không? Xin chào anh nhé, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Alo, Nghệ An đâu ạ? Dạ vâng ạ. Xin chào anh ạ. Vâng ạ. Anh có thể trình bày được câu hỏi của mình không ạ? Khi mà mình quan hệ thì khi xuất tinh thì người phụ nữ có cảm nhận được không? Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 65 ạ. Vâng, thế thì tại sao anh lại hỏi như vậy ạ? Tôi cảm thấy thế, thì nhiều lúc là như kiểu là tôi gọi là như kiểu vô cảm ấy. Hả? Ai vô cảm ạ? Người phụ nữ ấy, hoặc là mình. Rồi, thế anh đang nói là có chuyện quan hệ tình dục và khi mà anh xuất tinh thì người phụ nữ có biết được hay không đúng không? Đúng, thì đúng, anh đang nói trường hợp cái người phụ nữ là ai, là vợ anh à? Hay là ai ạ? Vợ anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Cùng bằng đây ạ. Thì cũng là 65 tuổi. Ông bà vẫn quan hệ đều đặn à? Mình lâu đó, thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng có tháng được đôi nhát không? Được. Thế à, cũng cố gắng đúng không? Hai ông bà 65. Thế thì lấy nhau mấy chục năm rồi? Được gần 40 năm thôi. 40 năm, thế cái năm đầu tiên thì ông có hỏi bà cái điều đó không? Không, khi đó đang... Thế sao 40 năm sau mới hỏi, không dám hỏi luôn bà ấy, lại hỏi chúng tôi? Cái chuyện quan hệ tình dục ở cái tuổi 65 như thế không biết là mà lại đều đặn tháng đôi lần có hợp lý không anh Đinh Đoàn? Và đây cũng là cái điều mà khán giả đến từ Nghệ An đang băn khoăn ạ. Xin chào anh. Vâng, trước hết là phải chúc mừng ở cái tuổi 65 mà anh vẫn duy trì quan hệ tình dục được. Thứ hai lại còn quan hệ với vợ mình chứ không phải là một đối tác trẻ hơn. Đấy là hai điều đáng mừng, mà thậm chí còn chúc mừng cả cho bà. Và cũng giống qua vườn nè. Bà ấy cũng 65 rồi. Thế còn cái chuyện nói thật thế này ạ. Mình thì đến cái tuổi này mình cố gắng giao lưu với vợ đã là điều vui vẻ rồi. Vợ cũng không đẩy ra, cũng không bảo rằng là tôi sợ, mà cũng là tốt rồi. Thế còn thì bản tính người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những người phụ nữ nông thôn, ít nói về cái chuyện là cảm xúc của mình lắm. Thường khi trong bụng là sướng lắm rồi đấy, nhưng mà cũng không khen là bố mày hôm nay làm giỏi nhờ, em thấy thích lắm. Thế đôi khi ông chồng có quan tâm cũng rất muốn rằng hỏi xem là vợ ở tuổi này mẹ mày có thích không, thì bà ấy nói bình thường. Không lẽ nói là hay thế, thích thế, lúc ban nãy bố mày xuất là tôi thấy người nó rung cả người lên, chắc cũng không dám nói thế đâu. Thế cho nên thôi anh cứ vui vẻ, cái việc mà được anh quan tâm, hai vợ chồng vẫn trò chuyện với nhau, vẫn có quan hệ tình dục đều đặn dù không có quá nhiều, đấy đã là rất hạnh phúc so với rất là nhiều đôi vợ chồng khác rồi. Là sức khỏe mình còn tốt và còn duy trì được quan hệ vợ chồng. Còn mình cũng không có cần phải cặn kẽ kỹ quá. Có điều chỉ nhắc anh một chút là bằng tuổi anh thì đàn ông có vẻ cũng còn đang rất là sung mãn. Nhưng phụ nữ dù muốn hay không thì cũng là cái tuổi bắt đầu xế chiều. Chắc chị sẽ mãn kinh lâu rồi. Và để khởi động được cái giây phút ban đầu để chị sẵn sàng điện nước để mà đón chờ một cái cuộc vui vẻ thì cũng cần kiên nhẫn một chút. Anh lúc ấy thôi cũng phải vất vả một tí, tay chân rồi kích thích rồi ôm ấp rồi mình làm đủ kiểu để cho bà bao giờ bà ấy thấy dễ chịu rồi nước non nó rào rạt rồi thì mình vào cuộc. Đôi khi lúc ấy chỉ một cái chạm tay thôi cũng đã khiến chị thấy dùng mình nên vui vẻ đúng không? Tránh trường hợp là ích kỷ, mình chỉ nghĩ đến là mình
mình hứng lắm rồi, đến 2 phút rồi thì phải làm luôn, nhưng mà 2 phút đôi khi đối với phụ nữ là chưa đủ. Hay nhớ là ở cái tuổi này nó có cái sự lệch pha nhất định, mình cứ đi từ từ để dìu bà ấy đi cùng với mình, để có cái gì miếng ngon thì hưởng cùng nhá. Thế thì còn mình cũng không cần phải quá chi tiết là bà ấy thế có thích hay không. Tôi nghĩ là thích đấy, không thích thì sao mà lại cứ đồng hành với anh mà cứ nằm cùng mà vui vẻ như thế, hợp tác như vậy đúng không? Vâng. Rồi, cố gắng duy trì nhé anh nhé. Vâng, cảm ơn nhá. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn chuyên gia Tân Hợp Đinh Đoàn. Quý vị thính giả và khán giả thân mến, chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào các chương trình sau. Và đừng quên số hotline tổng đài của chúng tôi là 02438262625 sẽ tiếp nhận yêu cầu của quý vị vào tất cả các ngày trong tuần. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Alo, thính giả Nam Định đâu ạ? Em chào các chị ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Anh ơi, em muốn tâm sự một chút về chuyện gia đình nhà em thôi ạ. Thế à? Vâng. Nói chung là em thì cũng lấy nhau được 28 năm rồi. Rồi, thế năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi đấy? Em năm nay em 47 tuổi ạ. 47 tuổi mà lấy nhau 28 năm, tức là lấy năm 19, đúng không? Vâng ạ. Vâng, sao? Chắc là con cháu đề huề rồi đúng không? Vâng, em có hai cháu ngoại rồi ạ. Còn là cháu trai thì cháu đi bộ đội về, cháu cũng đang ở bên nước ngoài ạ. À, thế là chưa có cháu nội, đúng không? Vâng ạ. Thế ông ấy, xã nhà mình là bao nhiêu tuổi rồi? Nhà em năm nay 51 ạ. À, cũng không chênh lệch tuổi tác nhiều. Rồi, băn khoăn thắc mắc điều gì vậy? Em thì có mỗi là bây giờ là chồng em thì để dính vào cái nghiện ma túy đấy. Rồi. Thì nói chung là cũng... Nhà em thì đi nghiện, đi tù mất 2 năm, từ năm 2012. Nhưng mà rồi, khi nhà em về thì nhà em cũng bỏ được 8 năm. Nhưng mà đến năm ngoái thì bắt đầu nhà em lại bị nghiện lại. Rồi. Cho nên là em cũng rất buồn. Em chỉ muốn hỏi chương trình cho em lời khuyên là như thế nào. Bởi vì bây giờ nhà em cũng dính vào cái chơi bời đấy, thì tất nhiên là cái tình cảm mà quan tâm đến vợ con thì nó ít. Rồi. Và rồi em buồn nhất là cái nhà em tin tưởng chồng em, nhưng mà chồng em lại quay trở lại cái con đường đấy. Rồi. Và em cũng nói với chồng em bảo là giá như vợ con ông chơi bời này nọ đúng chán nản thì bảo là ông lao vào con đường đấy, nhưng mà thật sự em cũng chịu khó làm ăn rồi. Rồi. Cũng lo cho gia đình con cái thì em cũng không có bảo hay là mình chơi bời nọ kia gì. Nhưng mà cái buồn nhất là nhà em ông sống cái kiểu gia trưởng ấy, rồi vợ con ông cũng không quan tâm đến mấy, mà rồi lại dính vào cái chơi bời đến nữa thì em lại càng buồn. Rồi. Vâng. Thế là ông ấy nghiện từ khi nào? Ban đầu. Đầu tiên thì chắc phải nghiện mấy năm ấy, xong bắt đầu nhà em đi làm ở Quảng Ninh thì khi là đến đấy là đi mua về hút thì họ bắt được. Rồi. Thế là đi vào tù mất 2 năm, gần 2 năm. Thế xong khi về cũng hứa lên hứa xuống là rồi cũng cố quyết tâm bỏ, bởi vì vợ con đã lo lắng cho thì về quyết tâm bỏ, nhưng mà rồi cũng nói chung là về thì cũng thấy thay đổi một chút, là cũng thấy chịu khó hơn rồi, cũng bỏ được 8 năm rồi đấy. Nhưng rồi, mà thế là cái thời gian mà ông ấy tái nghiện ấy thì là có là ông ở nhà hay là thế nào? Nhà em cũng làm ở gần nhà, cách nhà có mấy cây thôi thì cứ sáng đi tối về. Rồi, tức là cái khởi điểm tái nghiện thành công là vẫn là ở nhà rồi chứ không phải ở Quảng Ninh nữa đúng không? Vâng. Bây giờ chị mong muốn điều gì? Thì em chỉ buồn nhất là bây giờ mình cũng vất vả lo toan cho gia đình, nhưng mà đời chồng con mình nó chơi bời như vậy là em cũng buồn, cho nên em muốn hỏi chương trình. Bởi vì thật sự là các cụ có câu là xấu chàng thì khó ai, cho nên em không dám than vãn một ai hết. Rồi. Cho nên là nhiều khi có buồn quá thì cũng nói. Thế hàng xóm láng giềng có biết ông ấy nghiện không? Dạ. Hàng xóm láng giềng thì có biết ông ấy bị nghiện không? Biết thì là biết quả cái ngày trước thôi. À. Còn cùng em ngoái năm nay là chưa biết, bởi vì em giấu, bởi vì em hai anh em đi làm với nhau, nhà em với lại em trai chồng là đi làm với nhau, là cũng mượn mười mấy người làm đấy. À, tức là cũng gọi là quản lý thợ đúng không?
Vâng, cho nên là chỉ có chú nó biết là ứng tiền nhiều thì tiêu, và là em phát hiện ra là em có biết. Thì em về em cũng bảo, đêm nào em cũng nói hết, em bảo là bây giờ thôi thì bây giờ mình không may mắc vào thì thôi, quyết tâm mà bỏ đi rồi làm. Nếu mà nó có nhặt mồm miệng hay như nào đấy thì em mua kẹo cho đúng không? Vâng, em mua cái gì cho mà ăn uống để mà mình bỏ được ấy. Rồi. Em không, em cũng quan tâm lắm chứ không phải là không, nhưng mà rồi Tết lại chơi bời tiếp, em cũng biết. Em rồi. Bảo thì lại bảo là bây giờ Tết tư rỗi ta chơi bời đi không sao, nhưng em thấy mình cảm thấy nếu mà nói như vậy thì con người sống nó không có một tí lập trường nào. Mình sống mình phải có lập trường, phải làm chủ được bản thân. Rồi ôi, chị khuyên ông Điện thì là có lập trường tư tưởng vững vàng, đừng để cái bạn xấu nó lôi kéo nữa thì khó lắm. Anh bảo bây giờ vợ con nhà cửa đàng hoàng mà làm sao mà lại không biết nối mà sống mà làm mà ăn vợ con no hết cho mọi thứ như vậy, em buồn lắm. Nói chung là em rất là buồn. Hỏi thật chị là ông ấy mang tiền nhà thì ông phá ra chi tử nhà cửa chưa? Không, nhà em thì chơi bời nhưng mà chưa, cũng chỉ tức là ông làm ra bao nhiêu ông ấy tiêu hết vào chứ cái không lấy làm ra để chơi thôi. Chứ chưa bao giờ đi vay mượn của ai bên ngoài mà, chưa nọ kia gì đâu. Ồ, thế là nghiện hơi lành đấy. Ít tiền thôi. Còn may đấy. Cũng còn may đấy chị ạ. Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ chia sẻ với chị nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Vâng. Rồi, xin chào, chào chị. Vâng, em, anh ạ. Đúng là cũng hơi buồn thật bởi vì lấy nhau 20 mấy năm rồi đúng không? 28 vâng, năm. Em 28 năm rồi anh ạ. Ông ấy nhiều năm đi làm ăn xa, rồi vướng vào nghiện, rồi lại ngồi tù, rồi lại tái nghiện. Thế mà một mình vun vén bây giờ hai đứa con. Một con gái cũng lấy chồng, nó hai cháu ngoại, con trai còn đang đi xuất khẩu lao động đúng không? Vâng ạ. Ở nước ngoài chưa về. Một mình rất là kiên cường, rất là giỏi. Chỉ có điều là cái cách mà mình ứng xử với ông chồng hiện nay là nó có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm. Việc đầu tiên rằng là những người nghiện ấy không phải là những người thiếu hiểu biết, cho nên cũng không cần tuyên truyền phổ biến giáo dục quá nhiều. Tuyên truyền là phòng tránh từ xa cho người chưa nghiện thôi. Chứ còn những anh nghiện ấy thì bây giờ mày lại anh ơi em sống tử tế như thế sao anh lại vẫn nghiện, giá em có hư thì anh mới buồn anh mới đi, chuyện đó ra rồi. Hai nữa là đôi khi người ta có rất nhiều con đường để đi đến với lại cái nghiện ma túy, có những người hút hít thử chơi cơ thể nó cũng rất dễ thích nghi với cái nghiện, chơi đàn đúng một hai lần rồi nó thành thói quen. Có những người rất giàu có, thậm chí là cả những cái nghệ sĩ nổi tiếng có rất nhiều tiền, hiểu biết đầy mình vẫn có thể trở thành nghiện, kể cả những người trí thức có hiểu biết hay là cán bộ. Thế cho nên là đã vướng vào nghiện thì cần phải có mấy con đường. Một là phải cai nghiện, chứ không phải là thuyết phục nữa. Thuyết phục là người bắt đầu mới chớm thôi. Thế và người ta đã gọi là có ý thức khắc phục cơ. Còn đây ông ấy vẫn cứ nói rằng là bây giờ thì con cái nó lớn rồi, tao làm được tiền thì tao nghiện tí có sao đâu. Nghiện có sao đâu, có thể lúc này chưa lấy tiền của nhà. Ban nãy chỉ có ca ngợi anh ấy là chưa phá gia chi tử. Nhưng cái nghiện nó có tính chất leo thang. Một con người ta ví dụ bây giờ một ngày là phải hút hít một lần. Nhưng rồi cơ thể nó quen đi, vẫn hút một lần thì nó không phê nữa. Để mà có cảm giác nó lâng lâng phê phê thì ngày phải 2 lần, 3 lần, 4 lần. Lúc ấy mới cần đến nhiều tiền. Người ta nói rằng nuôi một con nghiện thì không khác gì nuôi một con lô đề hoặc là một cái đứa người đang bệnh gọi là bệnh chạy thận ấy. Hàng ngày là tốn tiền lắm, ngốn nhiều tiền lắm. Thế cho nên là hiện nay chị phải làm mạnh một tí. Mình biết rằng chắc mình chẳng bỏ ông ấy, cũng không nhất thiết là phải ly hôn để bỏ chạy. Nhưng mà thế này, chán lắm rồi, bây giờ lấy nhau đến tuổi này đáng lẽ là cũng phải có đồng tiền ra đồng tiền vào rồi. Vợ chồng thì thỉnh thoảng làm vừa thôi, 50 mấy tuổi đầu rồi. Con nó một đứa nó lấy chồng, một đứa đi nước ngoài, mình đâu đến nỗi nào vợ chồng thỉnh thoảng đi chơi đây chơi đó, có tiền đi du lịch chú liếc. Còn cứ lao đầu đi làm đồng tí để nướng vào ma túy thì có khổ không, đúng không? Thứ hai nữa là sức khỏe, cái người nghiện đó mà, nó yếu đủ thứ. Vâng. Ví dụ như cái người đàn ông đáng lẽ như chị nói là anh mới có 51 đúng không? Vâng. Nếu mà sức khỏe tốt là vợ chồng vẫn giao lưu vui vẻ tuần vài ba lần. Cái ông nghiện thì ông ấy đầu óc để đi đâu ấy, rồi sức khỏe nó lại còm nhom nữa ấy. Mặc dù bây giờ có thể là còn đang sung sức nhưng mà nó sẽ tàn phá sức khỏe đấy. Đến lúc mà rồi có một ít tuổi nữa là mình ngồi hầu một ông nghiện thì chán lắm, lúc ấy mới bất hạnh nữa cơ.
một bên là con trai mới lấy vợ có cháu nội bé tí, một bên thì chăm một ông nghiện kinh niên rất là mệt mỏi. Nhưng lúc này chị phải kiên cường, em rất Em buồn, rất thì thất em bại. cũng nắm việc lắm anh ạ, có những lúc em thì mượn người làm, nhưng mà em cũng quan tâm gia đình lắm, chứ không phải là em bảo hay là nhiều việc em bỏ bê đâu. Rồi em cũng lo cho chồng ăn uống này nọ, riết chăm cho để ăn nó đi làm, chứ mình cũng không bảo hay là nọ kia gì, nhưng mà em chỉ buồn nhất là dính vào rồi, hứa lên hứa xuống với em là sẽ cố bỏ được, nhưng cuối cùng bạn bè nó rủ rê rồi lại lao vào. Đừng nghe ông nghiện ông ấy hứa, người ta Nói đã những có lúc câu em ca rồi dao em gì bảo về nãy này, nếu rồi. mà cứ thân với bạn lắm thì sẽ mất vợ con. Rồi còn của em cũng giả vờ em bảo là nếu mà cứ đùa đập với lại thằng bạn đấy nhiều thì em giả vờ em bảo báo công an, thì em cứ nói giả vờ em đe dọa vậy. Vấn đề là ông ấy chứ không phải ở cái thằng bạn nghiện ấy. Ông ấy có, chị có cấm được cái ông bạn này thì Lại còn mình ông sẽ bạn tìm khác. ông bạn khác, mình làm sao mà che chắn được hết các ông bạn ở trên đời, trên cái người mà của nhà mình ấy. Vâng, Chán anh lắm nói rồi, đúng. bây giờ thế này, thứ nhất là tôi phải ăn riêng. Ông làm được bao nhiêu thì ông không nghe tôi thì rồi đấy. Tiền của ông giữ hết đi, hít đi, chán cho nó chán đi, tiêm chích cho nó xả láng đi. Cơm tôi không hơi đâu mà tôi đi đi tuổi bằng này tuổi đầu rồi chả nhờ được chồng cái gì, đi hầu một cái ông nghiện cơm nước, để rồi cuối cùng ông mang tiền đi để ông đi vui vẻ với bạn. Mình phải đẩy ông ra để ông thấy rằng nếu ông không sống tử tế thì vợ cũng mất rồi, con cũng, hai nữa là gọi cho thằng con ở bên bên nước ngoài về, bố mà thế này con chán con trả về đâu, cho con sẽ lấy vợ bên Đài Loan, nó đang ở Đài Loan đúng không? Không, ở chỗ bên Nhật ạ. À ừ thì Nhật được, con sẽ không về, chứ còn về xấu hổ lắm, lấy vợ mà lại bảo là có bố chồng là thằng nghiện thì con không về đâu. Con gái nó cũng tác động một câu, bắt đầu là ông ấy sẽ cảm thấy rằng là vợ thì xa lánh, bây giờ bà còn không cơm nước cho nữa, thậm chí bà còn ngủ riêng, con trai thì nói không về, cháu ngoại thì con gái thì Không cả ra tháng nay sao. nó không đưa con về Trời. chơi, nó bảo là con chỉ sợ rồi con nhà con nó phát hiện ra ông ngoại nghiện ma túy rồi nó về nó kể thì bên bên nội sẽ cười cho. Ông sẽ phải cảm thấy rằng nếu như ông ấy cứ tiếp tục chơi bời, ông phải mất mát những điều gì đó thì may ra ông mới có thể thay đổi. Còn hiện nay cứ giáo dục rồi nhưng mà vẫn cứ cơm dẻo canh ngọt. Tiền thì ông bảo ông ấy dùng bằng tiền của ông ấy, nhưng mà phải nghĩ đến lâu dài chứ nhá. Bởi vì đã nghiện là không cai được thì rồi rồi ngày càng nó sẽ nặng lên. Mà nặng lên đến lúc mai kia mình có tuổi một chút rồi, sức đề kháng nó kém, bắt đầu bệnh nọ bệnh kia nó mới lòi ra, lúc ấy khổ lắm ấy. Chưa ai hạnh phúc được với chung sống với ông nghiện mà hạnh phúc đâu. Cho nên là bây giờ ông này ông còn tỉnh táo, ông còn kiếm tiền, nói thế chứ cũng còn đang chớm, chứ chưa đến nỗi mà đi đặt cược cả cái xe máy để lấy mấy triệu để mà chích hút. Thì lúc này còn đi làm còn có tiền, nhưng mà mình phải nghĩ đến tương lai, làm mạnh nó một chút đi thì rồi may ra ông ấy sẽ mình mới giúp được ông ấy dừng lại, và chính giúp được ông chính là giúp mình đấy ạ. Nhá. Vâng. Có lúc Rồi thế em chị. nhiều lúc em cũng tâm sự con gái, còn con trai thì nó cũng biết rồi, nhưng mà em không dám nói nhiều, bởi vì cháu nào mà nơi xa mình cũng không muốn nói những cái chuyện của bố ra để cháu nó buồn này. Nhưng mà hàng tối thì cháu nó vẫn điện về, nhưng mà chỉ nói chuyện mẹ con nói chuyện với nhau thôi, chứ nó cũng chẳng nói với bố. Còn con gái thì thi thoảng có điện về thì mẹ con có cái gì nó quan trọng lắm thì đi tâm sự với cháu, còn không thì em cũng không muốn nói Thôi, ra thì chúng nó chị biết thì ạ. chúng nó cũng chán. Thực ra chị có thể giấu mọi người xung quanh, hàng xóm láng giềng, nhưng mà với bản thân con mình thì cũng nên chia sẻ để con hiểu vấn đề. Và tôi thì tôi cũng hy vọng thôi, nhưng không biết là có chắc chắn hay không. Anh ấy đã có thời gian, tức là cai nghiện Cai thành nghiện công 8 năm. 8 năm. Nếu mà Vâng. anh quyết tâm một lần nữa thì sẽ thành công. Chị cứ động viên anh ấy như thế Vâng, em nhá. cũng hy vọng là em hỏi ý kiến chương trình, bởi vì nhà em chồng em cũng hay nghe về cái cửa sổ tình yêu này. Đấy, Biết hy đâu vọng. nhà em nghe thấy được, nhà em cũng có thể là nhà em biết để nhà em Vâng. cũng sửa Và sửa được những cái gì những mình cái gây ra phương như vậy. án mà anh Đoàn đưa ra thì cũng để chị tham khảo nhá. Dạ vâng. Khi mà người ta bị bỏ rơi thì chắc chắn là sẽ phải tìm lại những cái gì mình đã mất nhá. Vâng. Chào chị, cảm ơn chuyên gia tấm lòng Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng Vâng. ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, thính giả gọi đến từ Hưng Yên đâu ạ? Đây ạ, em ơi. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em xây dựng gia đình được 15 năm rồi. Bây giờ chồng em ra trưởng ấy. Bây giờ chi tiêu trong gia đình cứ toàn tính toán cái chi ni về em ấy. Lấy nhau 10 năm, chồng ra 15 trưởng. năm. 15 năm. 15 năm. Thế là chồng ra trưởng cụ thể như thế nào? Nghĩa là anh bảo là mua bán gì phải thông qua anh ấy. Mua rau cũng thông qua à? Vâng, đúng rồi ạ. Thế á? Chuẩn. Vâng.
Thế là chi tiêu có cần phải sổ sách sách chứng từ Có gì ạ, cụ thể không? có ạ, có Tức ạ. là một tháng, thí dụ tháng vừa rồi hết bao tiền? Em thì mấy tháng trước thì em cũng chỉ nói khoảng khoảng mà là đưa tiền để em đi chợ thì cứ sáng ra cứ đưa cho được 200 hoặc 300 để tiêu cứ trong một ngày. Rồi. Còn đến tháng này thì em bảo thôi em không cần tiền ở đấy, cho em đưa một cục 7-8 triệu hay là chục triệu đi. Nhưng mà anh ấy bảo là không được, chỉ đưa được 2 triệu thôi, nếu mà tạm thời ứng 2 triệu chi tiêu thì ghi ra sổ để xem xét chi tiêu có hoang không hay là có. Rồi, tức là tháng bây giờ đi mấy đám hiếu và mấy đám hỷ. Có ghi sổ không? Đám hiếu đám hỉ đấy thì Anh ấy chi? anh chi anh nhớ riêng, còn mình đi chợ mua rau mua búa, nghĩa là À. anh kiểm Rồi, anh soát ấy làm cái nghề gì nguồn chi vậy? tiêu của mình. Anh ấy làm nghề gì? Kế toán à? Anh làm nghề tự do ạ. Ông ấy kiếm được tiền không? Đợt trước thì không, đợt trước thì không kiếm, đợt này thì cũng khá khá một tí, nhưng Thế mà à? anh ấy làm như thế là nghĩa là gây áp lực cho con cho em ấy. Bây giờ em ở nhà em trông con này, xong là em lại làm việc công việc công việc may vá ở nhà, xong Rồi. rồi nấu cơm nấu nước rồi các việc mình phải kiêm hết, Mình xong có là nguồn thu nhập nào khác không? em không ạ, Thế à, tức em là phải chỉ làm làm. nội trợ chăm con đúng không? Chồng Vâng. kiếm tiền. Những Vâng. cái việc to việc lớn thì chồng tự chi tiêu trong nhà rồi, đâm ra mỗi ngày chồng chỉ đưa khoảng 200 nghìn thôi để Vâng. cơm nước trong buổi hôm đó. Còn Vâng. những cái chuyện học hành của các con thì thế nào? Chuyện học hành thì vâng, vấn đề học thì mình cũng muốn cho con nó học khá lên, cho con học thêm một lấy một thứ, nhưng mà anh ấy Ông than cũng vãn phải bảo duyệt là chi học đúng đến đâu thì học không? đi, học đến đâu thì học, không phải học thêm làm lấy làm gì, Rồi, thế sợ tốn là kém. bạn có biết là một tháng anh ấy thu nhập được bao nhiêu? Cái này nó nghề tự do thì đâm ra nhiều không không biết rõ Giống đâu, như đi chỉ biết câu là ấy đúng không? Có buổi nó nhiều chỉ buổi biết ít. là cũng cũng được, chỉ đủ chi tiêu thôi. Anh ấy, công việc của anh có vất vả lắm không? Anh ấy áp lực về con số À, làm nghề gì vậy? ghi Anh ấy ghi số đề à? ghi vâng đúng rồi. Rồi, thế là cũng áp lực về doanh số. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn Vâng. nhé. Rồi, xin chào em. Vâng ạ. Này, thế mình lấy chồng 15 năm, con lớn là bao nhiêu tuổi rồi? Con lớn năm nay cũng được 14 tuổi rồi, cháu họ 14 đang học lớp tuổi. 7. Đấy. Thế rồi con bé bao nhiêu? Con bé năm nay được 5 5 tuổi. À, mới 5 Ừ. tuổi. Thế hai đứa cách nhau xa xa nhỉ? Vâng. Vâng. Nhà thì ở riêng hay ở chung với ông bà nội hay là ông bà ngoại, hay là mua được nhà làm nhà? Nhà thì hiện tại là bố mẹ chia đất cho rồi. Nhà thì vẫn ở cái nhà lụp xụp bố mẹ ngày xưa ở ấy. Thế Nhưng mà à? vợ chồng chưa xây, hiện Vợ tại chồng là chưa đang xây nhưng ở mà có ông nhờ. bà ở đấy cùng luôn không hay là nhà Không ạ, mình? mới mấy năm về trước thì ở chung cả bố mẹ chồng, mẹ chết trước rồi, bây giờ còn bố chồng mới nên nhà chị, nhà anh lớn ở mới được có mấy À, tháng thế nay cho nên thôi. cái đất Còn của ông bà là hiện nay vợ chồng mình ở với đấy. Hỏi thế bởi vì để mình nắm được cái thực trạng kinh tế của gia đình mà. cái đất ý, mới sang tên cho con được gần một năm nay, Thôi tóm lại là đất lúc có rồi này, nhà thì tuy lụp sụp nhưng mà chưa sập đổ ngay, thôi gọi tạm vâng thời về cái vâng đúng chuyện rồi, ở nhưng là mà được anh ơi, này. nhưng mà cái vấn đề là đã là vợ chồng với nhau thì Từ phải từ biết rồi, có đang cả nói tên tiếp. vợ tên chồng, sao lại có mỗi tên vợ tên chồng thôi, vợ tên không có. À, tức là khi sang sổ ông bà cho đất thì cho mỗi cậu con trai, tức là tên của ông xã thôi đúng không? vâng vâng không không có tên của mình. Thế hả? Yên tâm không sao đâu. Tên của ai chăng nữa mình còn là vợ chồng mình, nếu như phòng xa là cái lúc mà chẳng may có ly hôn ấy Vâng. thì rồi cũng của chồng là công vợ mà người ta cũng sẽ tính đến mình. À. Cái thứ hai là Biết, nếu mà cái em nhà đấy biết là của chồng của công vợ rồi, nhưng mà anh ấy nói thẳng, anh bảo đây là của bố anh cho lại, chứ thôi không phải mình là lấy chồng mà em cho chả hai cần, vợ chồng, em mà chả cho cần nhà. nhường lại cho con. Thôi Ý bố nghĩa nhường là lại anh cho ấy con van thì vợ, con anh ấy lại nhường lại cho cháu. tỏ rất nhiều cái câu từ để kiểu là kìm hãm mình ấy. Mình chỉ là một cái Mình chả dạng là cái gì oxy cả. Rồi bây giờ oxy cao cấp ấy. Dạng như kiểu quay lại oxy tiếp. cao cấp, bảo sao Rồi. làm đấy, tiền nong mua bán gì vẫn phải thông qua anh ấy, Đúng kể rồi, cả được rồi, được rồi, tiếp tiếp các nhá. mọi vấn đề đấy.
Con 4 tuổi với con 14 tuổi với con 5 tuổi rồi. Mình ở nhà may quần áo đúng không? Làm thợ may đúng không? Nhận gia Vâng, công hay vâng. là gì? Cắt may quần áo hôm nay vét rồi. Khách À, có thì cắt với cả làm thêm ghi nô số đề ấy. mình cũng thế chứ, cũng có thu nhập đúng không? mình cũng có thu nhập thôi, Vâng. mình có phải nộp cho ông hay là mình được cầm? Không, chồng em thì cắt, em chỉ biết may thôi, em không biết đo. Đấy. Nên là ai khách đến giả thì chồng em là người nắm hết, Tóm lại gọi mình cũng là chả phụ phải thôi. một người thợ may mà. Đo thì cũng phải là chồng, tiền thu cũng chồng, mình chỉ có mỗi cái đạp 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 Vâng, đạp thôi đúng đấy, không? Ừ. toàn chồng hết, Thế thì mình không làm toàn cái kiểm gì soát để hết, mà có mình thể chả là tự. cái gì cả hết. Đâm ra mình có cái ức chế, bây giờ mình con mình như thế rồi, bây giờ cái kinh tế mà tính chi cả vợ như thế thì không thể nào mà dễ thở một chút nào. Nó cảm giác như mình đang một sống trong cái môi trường dưới sự kiểm soát của người Đúng khác rồi. ấy. Thật ra em cũng là một nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo lực dưới hình thức là bạo lực về kinh tế đấy. Quản thúc, quản lý làm cho người kia phải phụ thuộc vào, Vâng, đúng rồi rồi, với khống cả chế. cả cái vấn đề quan hệ cũng thế. Quan hệ thì mới năm đấy trước em mới về, mình chưa có kinh nghiệm gì thì anh cũng nói, anh bảo là thế nọ thế kia ấy, cảm giác vợ chồng nó cứ có một cái gì khoảng cách này. Nó không có yêu thương, mình cảm thấy nó nhạt Vâng, đúng nhẽo. rồi, nó chỉ có cảm giác như kiểu làm theo nghĩa vụ ấy. Một Tôi là một là người chồng, tôi sẽ làm theo hết bổn phận của một người chồng. Còn tiền vấn thì đề tâm lý để chiều vợ hay là làm như thế nào để gia đình vợ chồng Thế cái ngày ông ấy nó đi tán mình thì lên. ông ấy có tử tế không hay là cứ mắt nhắm mắt mở lấy thôi? Nó cũng tử tế nhưng mà nó chưa bao giờ đánh đánh em, nhưng mà cái vấn đề chắc Có hai vấn đề lắm. thế này này, mình đừng trông cậy, mình đừng mong một ai đó đối xử tử tế tốt với mình nếu như mình không có Đấy, khẳng định bản thân. nên rất nhiều lần em đã tha thứ, em bảo là thôi bây giờ em đã chốt với anh như thế rồi, thôi thì bây giờ anh phải kiểm điểm lại, anh phải xem xét lại rồi hai vợ chồng cùng xây dựng tổ ấm. Bây giờ Thôi anh thôi thôi. cứ đùn đẩy cho em hết, xong là gây áp lực cho em rồi cái gì cũng phải thông qua anh. Anh chỉ được một hai hôm thôi, Rồi. ví dụ như sáng nay thế, tối hôm qua em không ngủ được, thế là em mất ngủ, sáng nay em yếu em không dậy được, em bảo thôi anh đợi xuống anh đi chợ anh mua thức ăn cho bố đi, thì anh bảo anh không dậy, em cố mà dậy thì anh không dậy, anh không đi đấy. Thế này này, hiện nay dù mình ở nhà mình có tham gia may quần áo, mình có phải nuôi bố anh ấy, mình có phải lau nhà, mình có phải chăm hai con anh, nấu cơm cho anh ăn, thì trong con mắt anh vẫn là người không làm ra tiền. Và không làm ra tiền là một cô nội trợ, mà nội trợ thì cho gì biết đấy, biết gì mà đòi hỏi đúng Bảo sao không? ghê vậy. Bây giờ em muốn thay đổi được thái độ mà thì phải thay đổi được cái vị thế của mình. Đừng tìm cách thay đổi ai, hãy thay đổi chính mình trước. Khi mình thay đổi rồi người ta thấy ồ kinh nhở, con này giờ tháng mười mấy triệu đấy, xong đã thế lại còn xe máy xịn, đã thế lại còn mặc Vâng. váy, đã thế sáng đi làm còn tô son, so với cái ông ghi lô đề ở nhà là mình hơn đứt. Ông ấy sẽ Vâng. phải kiêng nể mình, không phải ngồi đấy chìa tay lấy 200 nghìn của ông đi chợ để rồi về phải cắm đầu vào sổ ghi rau muống 1 nghìn, mắm tép Vâng. 1.500.000 đúng không? Vâng. Hãy thay đổi chính mình, hãy vượt lên, mình không què cụt, mình có sức khỏe, hai con cũng lớn rồi chứ không phải bây giờ bụng mang dạ chửa gì. Đôi khi cái thói quen của Vâng. mình ở nhà nó ngại để tiếp xúc. Bây giờ muốn để cho ai kính trọng mình ấy, hãy bứt phá Vâng. lên nhá. Có Vâng. tiền, có sức khỏe, có thứ bảy chủ nhật lại có thêm có mấy anh bạn đến nhà chơi nữa sẽ khác hẳn ngay mà nhá. Vâng, Rồi, hy vâng. vọng bạn sẽ thay đổi và từ sự thay đổi của chính bản thân mình thì mới hy vọng chồng mình tôn trọng mình Vâng. và cuộc sống sẽ thay đổi hơn. Xin chào bạn Vâng, nhé. vâng. Vâng, Cảm chào ơn anh, hy chuyên vọng. gia tâm lý học Đinh Đoàn. Qua cái câu chuyện này tôi thấy đây cũng là một hình thức bạo lực gia đình đúng không ạ? Mà hình như cái cô gái này cũng không mong muốn thay đổi nhiều lắm. Đúng không bác sĩ Hoàng Thị Hải? Có lẽ là cô ấy cũng có nhiều nỗi sợ anh ạ. Cái Hay gì cũng sợ. là vâng, sợ không có chỗ ở, sợ không có tiền, rồi lại sợ con còn nhỏ. Nhưng mà cái sợ, cái nỗi lớn nhất có lẽ là cô ấy cũng không nỗ lực để vượt lên chính Vâng. cái hoàn cảnh của mình. Và khi cô ấy không nỗ lực như thế thì chẳng ai giúp được cho cô ấy. Đúng.
Khi nói về cái nạn nhân của bạo lực gia đình thì về mặt pháp luật thì chúng ta rất bênh vực, chúng ta rất thương. Vâng. Nhưng đôi khi chúng ta muốn rằng là người đó, vì ở trên đời này không ai cứu mình bằng chính bản thân đúng mình. Rồi. Vâng. Ngồi đấy mà đợi chính quyền với lại các cơ quan thực thi pháp luật thì đến bao giờ, trừ trường hợp nó phải thành án thì người ta mới vào cuộc được. Còn mỗi một con người thì phải tự cứu mình trước. Đôi khi chúng ta cũng tư vấn rồi đấy. Nhưng mà nạn nhân thì cái sức ỷ nó quá lớn. Cứ rằng nhưng mà em sợ, nhưng mà em ngại, nhưng mà em thương không con. Muốn, nhưng mà nhiều thương con, nhưng mà sợ hàng xóm biết rồi cười. Cứ muôn vàn những cái sợ ấy và nó làm cho người ta không vượt lên được. Và bản thân không thay đổi thì chẳng ai thay đổi được. Cứ ngồi đấy mà mình đã không làm ra tiền, mình là người yếu thế là còn đi giáo dục cái đứa có tiền. Để còn dạy người ta sống thế nào. Vâng. Thấy rất là khó đúng không? Dạ vâng. Tức là chính cái bản thân những cái nạn nhân bạo lực gia đình cũng phải thay đổi. Đúng không ạ? Có những hình thức nào anh? Hình thức bạo lực gia đình như thế nào ạ? Và tôi thấy đây cũng là một cái hình thức rồi. Thật ra thì bạo lực gia đình người ta cũng nói nhiều rồi. Chục năm nay chúng ta có cái luật phòng chống bạo lực gia đình hơn cơ ạ. Năm 2008 là chúng ta đã có luật phòng chống bạo lực gia đình. Mà luật thì cứ luật, nhưng mà hình như là các cái hình thức bạo lực nó càng ngày càng mở rộng ra đúng không? Mà tinh vi. Tinh vi mà số lượng thì hình như tăng. Có vẻ gia tăng. Dạ. Thứ nhất là bạo lực về thể xác, đánh đấm đập. Như phần đầu chương trình chúng ta đã rồi. Có đây đúng không? Rồi. Lôi ra được cánh đồng để chém. Bạo lực tinh thần, không chỉ chồng đâu mà đấy. Bà mẹ chồng cứ bắt nai bắt nét cô con dâu, mày ăn còn thừa tí cơm sao mày không cất đi, rồi rửa cái nồi sao lại không kỹ, lại cứ còn thế này thế khác mà gây áp lực đến nỗi mà nó bỏ nhà ra đi. Nó bỏ nhà ra đi. Thế là về nhà may mà ông chồng, tức là con trai bà cụ, là không không nghe mẹ hết, rất, cũng còn nói rằng tại mẹ nói nhiều. Chứ nếu mà lại cũng nghe rằng à sao mày không nghe vợ tao, xong lao vào tận vợ mà thì không mẹ, vợ sẽ chết. Không nghe nghe theo mẹ tao. Thế thì chết. Dạ vâng. Đấy là bạo lực tinh thần. Bạo lực tình dục thì đúng rồi, đòi lúc nào thì được, chỉ thỏa mãn mình xong thì ra còn kệ người đây, kia. Đây, cái câu vừa rồi cũng có cái tình trạng đó đúng không? Đúng rồi. Không quan tâm gì. Chán cũng... lắm. Hay là cái ông nghiện thì cũng thế. Trước đây thì còn tuần được một nhúc nhác yêu vợ một hai lần. Từ ngày nghiện thì đắm say với cái nghiện ấy, là cũng bỏ rơi những cái trách nhiệm ấy. Và một hình thức mà rất tinh vi chính là bạo lực về kinh tế. Vâng. Cứ mượn danh là quản lý tài chính rồi thật ra cũng tốt cơ. Nhiều người cũng bênh vực cái bạo lực kinh tế này. Vâng. Cho rằng là ông chồng thế tốt quá, ông ấy căn cơ, ông ấy... Nhưng thật ra là cái ý. Sự căn cơ này nhằm mục đích cho mày biết mày là ai. Mày phải biết nghe lời, phải biết ngoan. Ngoan thì đưa tiền, nếu không thì trách nhịn. Đó, tức là dùng tiền bạc để khống chế tinh thần người khác. Dạ vâng. Chứ còn thì nếu như mà cái hai vợ chồng cùng keo kiệt như nhau, cùng thống nhất là mỗi ngày chỉ tiêu 100.000 thôi mà tốt quá. Hàng tháng lại chở nhau đi mua một chỉ vàng cất đi thì đấy là không phải bạo lực. Thực ra thì cái cặp vợ chồng mà chúng ta vừa trao đổi thì hai hình như hai vợ chồng đều ở nhà. Vâng, anh chồng thì ghi đề do, đúng ghi không đề. Thế xong là anh ta lại nhận khách đến để đo quần áo. Vâng. Anh lại chính là người cắt và cô vợ chỉ thu là tiền. Người gia công không. Vâng. Chỉ may thôi, chỉ may thôi. Và đạt khi đạt mà đấy. Khách đến thì là anh ấy là người thu tiền. Vâng. Đâm ra cái cuộc sống nó cũng có vẻ là nhàm chán. Phụ thuộc vào kinh tế là phụ thuộc vào chính trị. Cá nhân với cá nhân cũng thế, mà đất nước với đất nước cũng vậy. Vâng. Một đất nước mà không chịu phát triển. Vâng. Suốt ngày mà cứ đi vay với ăn viện trợ ODA của nước ngoài thì trong con mắt của người ta ấy, mình cũng là dạng hạng hai thôi. Vâng. Trên cửa miệng có thể nói là tôn trọng hữu nghị, nhưng mà người ta cũng về thực chất là nó cũng coi thường. Dạ vâng. Một con người cũng thế. Thế tôi rất là cứ khuyến khích rằng là mỗi người phụ nữ hãy có cuộc sống độc lập tự chủ. Còn tất nhiên mình có gánh nặng đó chính là làm vợ làm mẹ, nội trợ gia đình, chăm sóc con cái. Mình mà làm được cái việc đó mà người chồng không ghi nhận công sức, mình phải khẳng định cho ông biết. À rồi anh cho rằng là em không làm được tiền gì, nhưng mà nhà đấy. Thế thì xin mời, thứ nhất là anh thuê một người giúp việc để chăm bố anh, tháng 5 triệu. Dạ anh thuê hai người gia sư về dạy các anh, vân vân, thử sang là bao nhiêu. Mình cũng phải biết hạch toán chứ. Dạ vâng. Thế đấy. Thì, có thể thấy rằng là để tránh những cái chuyện bạo lực gia đình có thể xảy ra thì cái mỗi người phụ nữ cần phải, tức là đề cao cái vai trò mình lên, đúng nâng rồi. Tầm vị thế của mình lên đúng không? Vâng. Thì mới được người khác tôn trọng. Và cái sự tôn trọng đó khiến cho cái bạo lực gia đình nó sẽ giảm xuống đúng không ạ? Chính xác như thế. Dạ vâng. Điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Đây là một thính giả nam.
và anh cũng có tuổi rồi, 58 tuổi. Vâng ạ, em chào các bác ạ. Chào dạ vâng. Anh Thành Văn ạ. Dạ vâng, chào anh. Anh có băn khoăn gì khi gọi đến chương trình của chúng tôi vậy? Dạ, em có con gái đi lấy chồng được 14 năm mà bây giờ chồng nó cứ cờ bạc rượu chè, mình lệ bạo lực gia đình. Thế à? Vâng. Thế là... Em muốn anh, các anh tư vấn cho em nên làm như nào bây giờ? Anh là Thạch Thất à? Nghe giọng. Em ở Mỹ Đức, à, Hà Nội. Rồi, thế là con gái lấy chồng ở tận đâu? Lấy chồng cùng làng luôn ạ. À, thế bố vợ có chạy sang can thiệp không? Mỗi lần nó bạo lực. Mỗi lần bạo lực thì chúng em cũng sang, mình không phải sang can thiệp thì sang nhờ ông bà thông gia để giải quyết để cho vợ chồng nó khỏi đánh nhau thôi. Rồi, thế là nó lấy được bao nhiêu năm rồi? Được 14 năm rồi vậy. 14 năm. Và suốt cả 14 năm nay nó đều bị bạo hành như thế à? Chỉ được 1-2 năm đầu là nó bạo hành ít thôi. Rồi, thế còn chắc càng là... ngày nó càng gia tăng thêm ạ. Có mấy em bé rồi? À, nó được 2 em bé bạn. À thế à? Vâng. Rồi, thế là bạo hành theo từng tuần hay từng tháng hay là từng quý? Hay là cứ mỗi lần uống rượu về mới bạo hành? Nghĩa là có khi có tháng thì 2 lần bạo hành, có tháng thì 1 lần. Nói chung là thường thường là mỗi tháng là 2 lần đánh nhau. Nguồn cơn của mỗi vụ đó là như thế nào? Anh có nắm rõ không? Nguồn cơn của các vụ đấy thì nó chỉ bắt nguồn mà một là ghen tuông, là cái thứ hai là cái chuyện nó cũng chả đáng gì đâu, không đáng đánh nhau rồi mà nó cũng gây sự với vợ, xong rồi đánh nhau, là đánh vợ. Cậu này thì thích rượu chè đúng không? Vâng. Và mỗi lần như thế là đầu óc không còn minh mẫn nữa để có thể xử lý mọi việc đúng không? Đâm ra cái chuyện bạo hành với vợ là diễn ra tận như là anh nói là 14 năm nay lấy nhau thì 12 năm bị. Và không có cách nào giải quyết được à? Hai gia đình đã họp với nhau chưa? Hai gia đình thì em cũng ra nhờ ông bà thông gia giải quyết nhiều lần rồi, nhưng mà cái tật nào vẫn chứng đấy, nó cứ hứa hẹn là xin lỗi mình, hứa hẹn là thay đổi nhưng mà nó cũng không thay đổi được cái gì cả. Rồi, con mình đã bao giờ bị bạo hành mà phải đi bệnh viện chưa? Có thương tích gì không? Con em thì bạo hành mới đây là phải đi bệnh viện một lần. Ngày trước thì cũng có bạo hành đánh thâm tím người thì chưa đi bệnh viện. Rồi. Thế nhưng mà cách đây khoảng nửa tháng là nó gọi con em buổi tối đấy, nó gọi con em ra ngoài đồng. Ờ. Ra cái trang trại ở ngoài đồng đi. Rồi, đánh ở ngoài đồng. Và nó cầm dao nó đi chém đi giết vì nó... Thật là khủng khiếp. Thế xong là bắt đầu con em mới chạy thì là nó cứ cầm gậy cầm dao là nó chém nó phá cái xe. Rồi, anh chị đã bao giờ gọi con gái về để tâm sự chứ? Nó bắt tháo ra không, nó chặt tay, xong rồi. Nó vứt hết cả dây chuyền cả nhẫn đi bạn. Anh chị đã bao giờ trao đổi riêng với con gái về cái mong muốn của cô con gái mình chưa? Em thì bảo là thôi ở với nhau mà không có hạnh phúc mà... Cũng có khuyên con là nếu mà không thấy hạnh phúc thì thôi chia tay đi đúng không? Vâng. Rồi, thế... Nhưng mà cháu nó cứ lững lờ, nó cứ kiểu thương con. Rồi. Thì nó lại cứ ở lại. Rồi, cái vấn đề bạo hành gia đình cũng là một cái chủ đề mà chút nữa cuối chương trình chúng tôi sẽ bàn luận tới. Bởi vì cái thời gian vừa qua thì chương trình đã nhận được rất là nhiều cái câu hỏi tương tự như câu hỏi của anh. Và bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ chia sẻ với anh nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn. Vâng. Rồi, chào bố vợ đúng không? Ông ngoại đúng không ạ? Vâng. Em chào anh Đinh Đoàn nhé. Rồi, xin chào anh. Có bao giờ anh nói chuyện hay tâm sự uống rượu với cậu con rể xong rồi trò chuyện như hai thằng đàn ông không? Nói chung là cùng bố con uống rượu ngồi nhìn nhau rất lần. Em thì cũng rất là quý con rể. Ừ. Thường là ngồi nói chuyện với nhau nhưng mà cái tính cách của nó thì nó cứ thôi nói cứ hứa thế nhưng mà nó không thực hiện được. Sau đâu nó lại vào đấy hết. Rồi. Cậu con rể thì làm ăn cái gì? Đi buôn hay là làm ruộng? Con rể thì em thì nó làm chuyên ủy ban xã ấy. Làm cán bộ xã? Vâng. Vâng. Thế xong còn con gái nhà mình thì làm gì? Con gái như em thì nó đi buôn bán ở chợ. Rồi. Thế và bán những cái lần đánh ban nãy anh có nhắc đến chuyện rằng là ghen tuông, tức là làm sao? Con gái nhà mình quá xinh rồi. Nó ghen tuông, ghen vuông vô cớ bà. Rồi.
một hôm là nó điện cho em, con rể đấy nó điện cho em, nó bảo là bố ơi, cái ngân hàng nhà con nó đi vào nhà nghỉ với một người đàn ông. Rồi. Thế xong nó bảo là bố lên ngay trên này chỗ nhà nghỉ đấy, thì nó mách địa điểm nhà nghỉ đấy. Vâng. Thì em đi lên được nửa đường rồi, thì là nó lại điện bảo bố ơi con nhìn nhầm không phải. Thế xong là em nói nó là mày chẳng ra làm sao cái việc như thế mà mày cứ đi mày nói không đúng. Rồi. Thế xong nó xin lỗi về sau nó, mấy hôm sau nó lại bảo vẫn có thế. Bảo. Rồi. Mấy hôm sau nó tức vợ nó lại bảo có thế. Thật ra thứ nhất là nó dựng chuyện, nó nói điều. Tôi hiểu rồi. Thứ nhất là bạn đã là cán bộ ở xã thì bạn ấy không phải là kém phát triển hay thiểu năng trí tuệ hay là không hiểu biết pháp luật, bạn là người rất là hiểu biết, đúng không ạ? Cái việc mà đầy đủ bằng nọ bằng kia bạn, mấy cái bằng bằng cấp đầy đủ cả luật học nữa đúng không? Rồi còn vâng, cả học luật, cả bằng lý luận bằng nọ bằng kia là nhất xã này bạn, không kém gì ai được. Tôi muốn nói này này, những cái người mà gây bạo lực ấy thì không phải là những người kém hiểu biết, người ta cứ đổ cho là những người mà thủ phạm gây bạo lực thường thường là những người dân trí thấp, chẳng phải đâu ạ. Ở đây trường hợp là cái việc mà ghen tuông hay là sinh quá hay là đón con muộn hay không mang kịp cho các bạn ấy chai rượu, nó chỉ là cái cớ để vợ là cái nơi để trút giận. Có những người đàn ông ra ngoài xã hội rất là tốt, với ai cũng sợ, với ai cũng nể, ai cũng ca ngợi là dịu dàng, nhẹ nhàng, lịch sự. Thế nhưng mà vì bao nhiêu uẩn ức ở ngoài đường thì về thì trút lên cái người gọi là thấp cổ bé họng, chính là bà vợ. Và một trong nguyên nhân mà gây bạo lực gia đình chính là sự coi thường người phụ nữ. Người đàn ông có thể cho rằng đây là vợ mình, láo thì đánh, nói không nghe thì đánh, vớ vẩn thì dạy, ví dụ như vậy. Mà dạy là dạy bằng chân bằng tay cho nó biết, nó nhớ đời. Thế cho nên là ở đây mình không đi truy tìm rằng là vợ vì sao, có lỗi gì. Nó không có lỗi thì nó gây sự, nó nghĩ cách mà. Mày nhìn tao thế à, nó đổ lỗi. Đúng thế bạn. Cho nên là với cái phương châm mà người phụ nữ bị bạo lực gia đình thì chỉ có hai cách giải quyết. Một như anh nói đấy, là không sống được thì tự giải phóng cho mình. Tuy nhiên thì thực tế cuộc sống hiện nay rất nhiều người phụ nữ cứ nghĩ là thương con. Một là thương con là tự nhiên chia tay nó cũng không mang tới, gọi là cũng mang tai mang tiếng, nhất là những vùng nông thôn. Bỏ chồng cũng không hay ho gì, rồi con lại tự nhiên hai đứa, bố nuôi một đứa, mẹ nuôi một đứa, lại còn sống trong cùng làng với nhau, ra vào gặp nhau cũng chẳng phải là ở đâu xa lạ. Rất xong rồi là một chút gì đấy để bào chữa cho mình rằng là ông ấy ghen, chứng tỏ ông ấy rất yêu mình, ông sợ mất mình cho nên ông ấy ghen. Thế là cứ tìm cái cớ để mà mình trì hoãn cái việc là dứt bỏ. Và con gái anh là một trong những đối tượng như thế. Đúng rồi, nhà con nó nóng tính, khi có rượu vào nó hay là ghen tuông. Cũng tại hôm nọ nó thấy con đứng ở ngoài chợ nói chuyện với ông Tùng, ông Văn gì đó chẳng hạn, thì nó nghĩ là bồ bịch. Tất cả cái đó khiến cho người phụ nữ chùn bước trong cái việc đấu tranh với này bạo lực. Thế thì đã không muốn bỏ thì bây giờ phải học cách chung sống. Chung sống không có nghĩa là cam chịu, mà chung sống giống như người ta gọi chung sống với lũ đấy ạ. Lũ nó về thì mình phải biết đường mình chạy để cho bảo đảm an toàn, khi nào lũ nó rút đi an toàn thì mình lại trở về dựng lại nhà cửa rồi trồng cấy, đúng không ạ? Đấy gọi là chung sống. Thế thì con nhà anh chắc là cũng không muốn ly hôn rồi, luôn luôn nghĩ rằng chồng nó có đánh thì tuần mới có hai lần, chứ còn có những ngày khác nó không đánh, mà nó không thể đánh 24/24 được. Thế thì con nhà anh phải được trang bị một số những cái hiểu biết và cái kiến thức, kỹ năng như thế này ạ. Tôi có thể chia sẻ, ở đây có thể anh có thể nghe, anh có thể nói với con gái, hoặc là nói con gái nghe lại đài, hoặc là cũng nhân đây mà cũng chia sẻ với những người phụ nữ, những thính giả đang theo dõi chương trình để mình biết cách là chung sống với bạo lực gia đình ạ. Cái thứ nhất là mình phải biết phòng từ xa. Chồng mình là có cái tính vũ phu cục cằn, nó hay ghen tuông, thế mà nó lôi ra cánh đồng, nó hẹn ra cánh đồng, mình cũng mò ra đấy một mình, thì đấy là thiếu tinh thần cảnh giác. Vâng, đấy, hôm nọ em nói, con rồi, em đã biết là vũ phu, người ta phải tìm những nơi mà đông người, có gì còn hô, ôi trời ơi, nó đánh tôi, thì người ta còn biết, người ta bênh vực. Như đây rõ ràng là ông chồng này rất thâm hiểm, đưa vợ ra cánh đồng đánh ở đấy mà kêu, mà cứ kêu cũng có ai biết, mà nhất lại nếu người ta có chạy ra mà nhìn thấy bác cán bộ xã đang đánh vợ thì chắc người ta cũng chịu, không dám đụng vào, không dám dây vào. Vâng, may mà con mình còn chạy được, chứ nếu mà yếu mà chẳng may vấp ngã
mà ông chồng đang cầm gậy cầm gộc ông phang vào đầu thì thôi mình thiệt thân, cho nên cái cách việc đầu tiên là hôm đấy may là cũng có anh rể chạy theo cho rồi, nên là không phải anh rể lúc nào rể đi theo gạt, được đâu, cho nên học cách đấy, cách có thứ ông đấy nhất chết ở ngoài đồng là tinh thần cảnh giác và không bao giờ đi theo những cái đối tượng ra những nơi gì. Khi mà bị đuổi đánh không bao giờ chạy vào trong buồng, chạy vào buồng kín thì ông cũng vào buồng cũng chốt cửa lại, ông ấy chém cho thì mình chết à, cứ chạy ra ngoài đường cứ kêu la. Bác ơi ngày trước là xấu hổ nó không chạy, nó toàn đấy, chạy vào buồng đóng thế mới chết vào buồng. Anh ơi vào đây đánh tiếp em đi à, ở trong buồng này. Ừ. Tôi biết đang trang bị đấy, kiến thức kỹ năng cho những người phụ nữ mà chung sống với bạo lực mà phải biết là à, mưa thì phải biết chạy vào nhà chứ cứ đứng mà thách thức trời mưa à. Thế thì việc thứ hai là học cái kỹ năng chạy nữa cơ, chạy trốn chạy thoát, không có thách thức rằng là đây có giỏi thì đánh chết tôi đi, thách nhà giàu hút tương thì thách làm gì, thách Chí Phèo gây sự thì thách làm gì, thách một ông bạo lực thì thách làm gì, mình chỉ thiệt thân thôi. Cho nên là lúc ấy cứ chạy ra chỗ đông người, cứ chạy ra ngoài đường, xấu hổ cũng không chết bằng cái việc mà nó cho mình nhát dao, thì lúc ấy kể cả nó đi tù thì mình cũng thiệt thân rồi, đúng không ạ? Cái đấy là cái món thứ hai. Cái món thứ ba đó là mình sống có phải là sống ở trong rừng đâu, ở giữa thủ đô Hà Nội đúng không? Dù Mỹ Đức thì vẫn là Hà Nội. Chúng ta có cả một hệ thống chính trị ở trong thôn, thì có bác trưởng thôn, có bác bí thư, có chị chi hội trưởng phụ nữ, hội nông dân, có bác bên mặt trận, có bác hội cựu chiến binh. Mà không chia sẻ cho họ rằng đấy nhà cháu bây giờ nó như thế đấy, 7 ngày 3 trận nó đánh cho lên bờ xuống ruộng, thì các bác cũng phải có cái gì đấy, mình phải biết tranh thủ cái sự mà vào cuộc của chính quyền, đoàn thể đúng không ạ? Các mối vân vân đó. Thật ra thế này này, chúng ta càng nhân nhượng thì cái đối tượng mà gọi là gây bạo lực nó càng lớn tới. Chúng ta cứ hình dung thế này đi ạ. Chúng ta ra đường mà gặp một con chó dữ ấy mà nó đuổi chúng ta càng chạy nó càng đuổi. Nhưng mà để cách mà chó nó không đuổi nữa chính là ta dừng lại, tìm ở bên đường sẽ có hòn đá nào không hay một cái gậy nào, nào xông vào đây mày muốn chết không, mình cũng biết cách mà đối mặt thì có khi con chó sẽ chùn chân xong đứng lại, thậm chí là cúp đuôi bỏ chạy. Không tin anh cứ thử mà xem, lần nào ra đường mà có chó mà xem. Mình không phải dọa lại chó nhưng mà nói chứ mình cũng phải biết không có cam chịu nhá. Thì đấy là bốn cái điều mà tôi nghĩ rằng là mỗi người phụ nữ cần phải học được cách chung sống với người chồng bạo lực nếu chúng ta chưa đủ mạnh để vứt dứt khỏi cái cuộc hôn nhân đó nhá. Rồi anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chưa? Vâng, vâng, và hy vọng là con gái của anh cũng sẽ nghe được cái câu chuyện này, và những cái điều anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ sẽ không chỉ giúp ích cho con gái anh mà còn nhiều bạn phụ nữ đang bị bạo lực gia đình nữa. Vâng, xin chào anh nhé, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Vĩnh Phúc ạ. Dạ, chào bác Thành Văn phải không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng ạ, ui giời ơi, rất là mong hôm nay mới được gặp bác. Dạ vâng, cảm ơn chị. Vâng, thế cho tôi xin chào toàn thể anh chị em trong biên tập của Cửa Sổ Tình Yêu ạ. Dạ vâng, hiện tại thì trong trường quay của chúng tôi có cả chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cũng như là bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Không biết là chị đang băn khoăn điều gì ạ? Được biết là chị năm nay 60 tuổi rồi đúng không ạ? Dạ. Vâng. Vâng, vâng. Tôi có câu hỏi muốn nhờ chuyên gia Đinh Đoàn giúp đỡ tôi một tí ạ. Dạ vâng, chị nói đi ạ. Vâng, vâng. Gia đình tôi là có hai cậu con trai, thì có cậu thứ hai này xây dựng gia đình thì lấy phải cô vợ này, cứ động một tí nói là cô ấy bỏ nhà, cô ấy đi thì tôi rất là buồn. Thì bây giờ đây không phải là lần đầu, đây là lần thứ hai rồi. Vâng. Thế thì vâng, cũng muốn nhờ chuyên gia bác Đinh Đoàn giúp đỡ. Bác Đinh Đoàn giúp đỡ làm sao để cô dâu của mình nó không bỏ nhà ra đi nữa đúng không? Dạ, dạ vâng ạ. Thế bây giờ cứ như mãi như này thì gia đình hai ông bà tôi cũng buồn lắm bác ạ. Cậu là cậu cả hay cậu thứ hai nhà chị đấy ạ? Cậu thứ hai ạ bác. À thế à, thế là hai vợ chồng được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ chồng cháu được chồng cháu là sinh năm 95, còn vợ là sinh năm 2000 ạ. Ui dồi, trẻ con nhỉ. Dạ, đúng không? Dạ, thế chúng vâng. Nó lấy nhau được lâu chưa? Dạ cháu về đây làm dâu được 3 năm rồi ạ. Ồ, 2000 vậy là làm dâu được 3 năm, thế tức là nó lấy năm 18 tuổi à? Dạ năm đó là được 19 hay là đôi mươi gì đấy, năm nay 23 rồi ạ.
Thế là được mấy cháu rồi? Cháu nội bây giờ chị dạ, đâu có nhiều cháu bốn chưa? Cháu nội ạ, nhưng mà hai vợ chồng cháu đây thì bây giờ có hai đứa con gái thôi. À thế à, rồi dạ. Thế làm sao mà cái cô 2.000, cô con dâu nhà mình 2.000 ấy thì là cứ thỉnh thoảng bỏ nhà ra đi là thế nào? Lý do? À lý do thì cũng không có gì là to cả, bởi vì là chỉ có mỗi cái việc là cứ động nói một tí thì cháu nó lại bỏ nhà nó đi. Thế thì chỉ có mỗi cái hôm vừa rồi đây là tôi chỉ có bảo cháu là ngày nào con nấu cơm mà con cứ thừa bao nhiêu cơm này, ngày nào cũng thừa bát ô tô cơm này thì mẹ xót ruột lắm. Ừ. Chồng đi làm 2:30 sáng này thì con phải biết tiết kiệm. Rồi. Ăn đủ thôi, con đừng có đổ đi phí. Hai nữa là cơm nó bẩn thì con phải lau, ai để bẩn như này mẹ không hài lòng. Thế nói có thế thôi, thêm một lúc sau thì nó đưa hai đứa con đi bác ạ. À tức là cái mâu thuẫn này là mỗi lần bỏ nhà ra đi là thường là mâu thuẫn với mẹ chồng đúng không? Tức là với chị đúng dạ. không? Dạ vâng ạ. Thế còn hai vợ chồng nó có mâu thuẫn gì không? Hai vợ chồng thì không ạ, bởi vì là chồng cũng ít nói lắm, mà nó cũng ít nói. Thế à? Dạ vâng. Thế thì cô con dâu nhà mình là có làm ăn gì không? Không ạ, ở nhà, cháu ở nhà từ ngày về đây làm dâu giờ chưa đi làm cái gì ạ. À, ở nhà ừ. con dâu ở nhà, mẹ chồng cũng ở dạ. nhà, nết ăn dạ, nết vâng. ở là mẹ cũng hay soi đúng không? Không ạ, không phải. Tôi thì tôi không soi cái đấy vì mình cũng là đàn bà thì mình cũng hiểu, vì cháu con vẫn còn bé thì dạ vâng. thì cũng tâm lý thôi, nhưng cứ động nói cái gì thì nó lại mặt nó lại sưng lên, nó giận cho vài hôm nó không hỏi. Ô. Hôm nọ chỉ vì có mỗi như này bác Văn ạ. Vâng. Chỉ vì có mỗi là tôi mua cho cháu cái xe, tôi thì tôi rất quý cháu. Vâng. Mua cháu cái xe 500 nghìn để cho nó đẩy, làm nó đẩy vì con bé được 6 tháng rồi thì nó lõng to, nó phải 9-10 cân. Thì tôi mới mổ cuộc sống thì cả bế được, thì tôi mua cái xe đấy để đẩy cháu làm đi chơi. Vâng. Mát. Nó không hài lòng, nó lại bảo đi đổi cái khác, nó lấy cái 400. Thế chồng với đi làm về đi từ 2:30 sáng mà vâng. đi làm về nó lại hành chồng là phải đi đổi cái khác chứ em không thích cái này. Thế thì tôi cũng nghĩ tôi giận. Ừ. Thì tôi bảo là chồng đi làm như thế mà con không biết thương, con lại đang trưa này con bắt đi đổi xe như vậy mẹ không hài lòng tí nào cả. Ồ. Thế là bắt đầu nó giận tôi mất mấy ngày bác Văn ạ. Thế à? Thế nhưng mà nhiều khi mình can thiệp sâu quá. Cái chuyện mà vợ nó bắt đi đổi và thằng chồng nó lại hào hứng cái chuyện đi đổi thì nhiều khi nó là hạnh phúc của gia đình nó chứ, đúng không ạ? Mình lại thế can thiệp như cái thế. Xe nó lại không đẹp, nó lại không đẹp mà nó không chắc chắn. Mắt của bà thì không đẹp nhưng mắt chúng nó lại thấy đẹp thì đúng sao? Và tôi vâng, bật mí với thế chị thì, là chị Hải. Thế thì nó lại dặn mấy hôm thì tôi cũng đã bực mình rồi. Thế ừ, được vài hôm sau thì tôi bảo là nồi cơm nó bẩn thì con lau đi, mấy con đừng nấu nhiều cơm này thừa thì mẹ xót ruột lắm. Vâng. Thế rồi thế là đùng đùng nó kéo hai đứa bé đi, tôi chưa tìm mãi không thấy thì về bực mình. Tôi cũng bảo chồng nó, thế chồng nó cứ đổ hết lên đầu tôi là mẹ cứ nói nhiều. Mà thế mẹ có nói gì đâu, mẹ chỉ bảo mỗi thế chứ mẹ chả nói gì đâu, mẹ chỉ bảo mỗi thế thôi, thế mà nó bỏ nhà ra đi, khổ thế là chứ. Và tôi được biết là trong phòng thu bật mí với chị là chị Hoàng Thúy Hải cũng là một bà mẹ chồng. Thì không biết là cái chuyện mà làm thế nào để cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nó giảm thiểu tối đa cái mâu thuẫn, thì đầu tiên thì xin mời chị chia sẻ với chị Hoàng Thúy Hải vâng. để thêm chút kinh nghiệm gì không ạ? Vâng, xin chào chị ạ. Vâng. Vâng, chào bác ạ. Vâng, thế hiện nay thì gia đình mình là sống chung với nhau hết cả đúng không chị? Dạ vâng ạ. Thế gia còn đình, nhà anh lớn, con nhà dâu anh lớn sống thì có chung ở nhau cùng hết, nhưng mà cái đứa con dâu lớn thì nó ngoan lắm. À, vâng. Vâng. Tức là mẹ nói gì là nghe răm rắp đúng không? Vâng, vâng. Mẹ cháu không ngoan phải... mà cháu có lễ phép, mà hai nữa là cháu biết trên biết dưới, chứ không như con bé này mình nói nó không nghe, nó lại cứ lặng im, nó không trả lời sao cả, nhưng nó cứ hành động thôi ạ. Vâng, nhưng đấy là lựa chọn của con trai mình, đúng không ạ? Vâng. Dạ. Tôi thì tôi nghĩ là nhà chị thực ra là cũng trông thì tưởng là rất là dễ, nhưng mà thực ra nó cũng không phải là dễ hoàn toàn. Nhà chị dạ, hiện vâng. nay là có đến 3 gia đình sống chung với nhau, đúng không ạ? Dạ. Thế và mình dạ. có con rồi, mình lại còn có cháu nữa. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là mỗi một gia đình thì nó có một cái kiểu riêng chị ạ, cho dù đấy là gia đình của con mình đi chăng nữa. Thế có cái mô hình thì nó phù hợp với mình, nhưng có cái mô hình nó không phù hợp với mình, bởi vì phụ thuộc vào hai bạn con dâu kia. Đấy, dạ vâng. Thế vì thế là bây giờ là cái nhà của cái bạn thứ hai này là luôn làm cho chị phải lo lắng. Chính vì thế là mình cứ hay để ý, bởi vì nó không giống với mình, nó cũng không giống với nhà anh cả. Cho nên là không nó... bác ạ, à, em không phải là người hay soi mói đâu, em rất hòa mình và cũng rất thông cảm, mà thương là cháu nó cũng là có mẹ, nhưng mà nó mất mẹ từ lúc 2 tuổi á. Vâng. Thì bảo thôi về làm dâu thì mẹ cũng bù đắp cho con, nói chung là mẹ thì mẹ lóng mẹ nói không có gì đâu, nhưng mà
nói cứ đọc bắt đầu động nói một cái gì cái là mặt nó dày lên mấy ngày liền, nó không hỏi han gì ạ. Vâng, thực ra cái cách mình ai mình cũng để thương con thôi, nhưng mà cái cách thương của mình chưa chắc đã hợp với bạn ý, cái cách suy nghĩ của mình nó cũng không phù hợp với bạn ý. Chính vì thế mà cái cách thể hiện tình thương của mình thì cho là tốt nhưng mà bạn ấy lại thấy không cần thiết chẳng hạn, ví dụ như vậy, và nó sẽ gây ra rất nhiều các cái mâu thuẫn. Tôi nói ví dụ như quay trở lại chuyện cái xe, đúng không anh Văn? Mẹ thì bảo là tôi thấy nó chẳng đẹp gì cả, nhưng con thì nó lại bảo là nó đẹp đấy. Thế mẹ thì bảo là chồng đi làm từ 2 giờ sáng mà bây giờ về bắt đi đổi cái xe, nhưng mà chồng thì lại hào hứng và chồng sẵn sàng đi đổi luôn mà chồng có thấy mệt gì đâu. Chính vì thế tôi nghĩ rằng là nhà chị bây giờ mà tốt nhất chắc là có điều kiện cho ra ở riêng, đúng không ạ? Vâng, để cho các anh chị tự quản lấy nhau, tự chăm sóc lấy nhau, còn ông bà chỉ đứng ngoài quan sát thôi. Thế khi cần giúp đỡ cái gì thì để đạt thì là ông bà giúp đỡ thì là tốt nhất. Còn trong trường hợp mà không thể nào ra ở riêng được vì rất nhiều các cái lý do khác thì có lẽ là mình cũng phải thôi, thì gọi là như anh Đoàn hay nói, gọi là mắt nhắm mắt mở, đúng không anh Đoàn? Vâng, cái gì mà mình thấy nó quá, nó không thể, nó vi phạm về đạo đức hay là nó có thể gây nguy hại cho con, cho cháu thì lúc đấy mình có ý kiến. Còn những cái vấn đề gì nó thuộc về nhỏ, những cái hành vi mà do cá tính thì tôi nghĩ là mình cũng phải thích nghi với các cái bạn ý và mình lựa lời, rồi là mình tìm những cái cơ hội hay là những cái cách mình nói, hoặc là với con trai mình chẳng hạn, vân vân. Có rất nhiều những cái mà chỉ có tấm lòng của người mẹ, nếu thực sự yêu con, mình sẽ tìm ra được cái cách tốt nhất để mà giải quyết được cho con mình thôi. Vậy thì trong trường hợp như thế này thì mình làm nào nhỉ anh Đoàn nhỉ? Dạ vâng, làm nào để tổng hòa các mối quan hệ được ạ? Vâng. Thật ra thì xin chào em chị. Em chào anh ạ. Vâng. Nghe qua thì cô con dâu út nhà mình, cô con dâu thứ hai cũng chẳng có sung sướng gì. Sinh ra đã không có người mẹ, thiếu vắng người mẹ, chắc chắn cái việc mà uốn nắn nhắc nhở con gái đường ăn nét ở nó cũng không được đầy đặn. Về làm dâu ở một gia đình đã có bà mẹ chồng cũng nghe chị cũng dễ tính, nhưng mà mình cũng cầu toàn, mình không khó tính nhưng mình mong muốn là nó phải cơm thì phải ăn phải hết thế này, rửa thì phải thế kia, đứng thì phải đứng thế này, cười thì đừng có cười ngoác mồm ra, cười nửa mồm thôi chẳng hạn. Thế lại trong nhà lại có thêm bà chị dâu cả tấm gương sáng, lại tấm gương sáng ngời như vậy, bảo sao nghe vậy, mưa mà cứ bảo đứng đấy thì cứ đứng đấy, không biết chạy gì, rất là ngoan. Thế thành ra bạn ấy bị áp lực, bị áp lực, sống cái toàn người mẫu mực như thế. Tôi nghe thấy thế này này, chồng bạn ấy tức là thằng con trai nhà mình sinh năm 95 cũng hiền, bạn ấy sinh năm 2000 cũng hiền, chúng nó lấy nhau mấy năm nay, mới được có mấy năm mà đẻ 2 con rồi. Chồng sẵn sàng để cho vợ ở nhà nội trợ, không có đi so đo tính toán gì. Đôi này mà nó được ở riêng á mà nó sẽ hạnh phúc lắm ấy. Chồng thì lấy được vợ trẻ không mà vâng, ở nhà ạ. Từ ngày về làm dâu nhà em giờ cả hai đứa dâu chưa bao giờ biết ngõ chợ là chỗ nào, toàn vợ chồng em đi chợ thôi. Em rất là chiều con dâu, vợ này, chồng em ai quý, chị chiều như ông thế, em quý lắm. Chị chiều như thế, chị dạy chị sống được bao lâu nữa mà chiều hai cô con dâu. Hai bà chủ người ta thích ăn cá thì chị lại đi mua tép. Người ta muốn ăn dưa với lại xào thịt bò thì chị lại cứ bắt là thịt lợn luộc, bởi vì khẩu vị của chị như thế. Thế xong chị cứ nói rằng là chúng nó sướng, sướng gì khi một người được là một bà chủ lấy vợ rồi mà không biết cái chợ ở đâu để bà già bà cho ăn gì thì chịu ấy. Mình không đặt không mình ạ, vào hai, vị hai trí của người em ta. Nó không bao giờ đi chợ, cứ ngủ 9 giờ mới dậy thôi ạ. Cho nó ăn riêng để chảy nó nhịn đói à? Chị cứ ôm đồm thế nói với thế. À thì xin hỏi là ông xã nhà mình đâu? Thì chợ ở trên đây, chợ quê thì nó lại hết các thứ nên bắt buộc chúng em lại phải đi chợ. Chẳng đứa nào em nó chết đâu. Thế ngộ nhỡ mai kia chị không còn nữa, chúng nó chết hết à? Cho nên mình cứ ngẫm lại đi, mình sống mãi làm sao với các con được. Thôi bây giờ nhà đứa nào đi ăn đi ăn giải tán. Mình mà tử tế mà mình cứ buông chúng nó ra, cuối cùng buổi sáng thì cô con dâu cả mua cho mình bát miến, buổi chiều thì cô con dâu cho cốc chè đỗ đen, sung sướng mà chả có va đập với đứa nào cả. Đây là mình cứ muốn ôm đồm giữ cái chức bà chủ lâu quá cơ, không chịu nhường cho hai cái cô kia. Hai đứa là hai gia đình nhỏ rồi, chúng nó được vai làm bà chủ, nó thích cầm tiền của chồng nó hơn là đưa cho mẹ để mẹ đi chợ. Nó khác gì con ở về để thuê cho nhà chị đâu, đúng không? Không, không, không bác ạ, nó không bao giờ nó đi cơ.
nó cứ ngủ tận trưa thì bây giờ nghe giọng nhà chị mà chờ các cháu dậy thì chợ hết rồi, làm gì còn chợ nữa, không bao giờ đi chợ thì nó sẽ nhịn đói đúng không? Nó nhịn đói một bữa thì nó sẽ biết cách, nó học được cách, nó cứ ngủ tít thò lò rồi. Nếu mà chị buông ra thì chắc chắn là sẽ chẳng ai chết cả. Con dâu nhà khác người ta cũng thế cả, nhưng mà bởi vì nhà khác nó không có cái mẹ chồng tử tế mà ôm hết việc như chị. Nói thật chứ chị chị không thay đổi thì đừng mong người khác thay đổi nhá. Dạ. Cho nên là ở đây thật sự ra trông thì trách các cháu là một, nhưng mà ngẫm lại xem mình không còn việc gì mà làm hay sao mà cứ ôm đồm sáng rồi lọ mọ đi chợ xong rồi hầu hạ chúng nó và thấy chúng sao nó sướng tức chưa. Thế xong nếu mà mình thấy mình không có việc gì để làm mà thích đi chợ thì nếu đấy là niềm vui thì đi cho vui, nhưng mà đi xong về còn kể công kể xá thì nó còn lẩm bẩm ở trong bụng, nó còn nói rằng bà thích ôm chứ tôi thích tôi cầm tiền tôi đi chợ. Đúng rồi. Mà hôm nay tôi muốn ăn bánh đa cua thì bà lại cứ suốt ngày rong muống luộc, ví dụ như vậy. Cho nên là hãy nhớ này, độc lập, tự do, hạnh phúc, chị cứ nhìn thấy ở đâu cũng có cái khẩu hiệu như thế đấy. Muốn hạnh phúc thì phải tự do, muốn tự do hãy độc lập, cho các cháu nó độc lập, đời sẽ dạy chúng nó phải sống như thế nào, vợ chồng nhà nó sẽ uốn nắn lẫn nhau. Từ hôm mùng 2 âm giờ là dọn ra ở trọ riêng rồi ạ. Tốt quá, vâng. Nhân cái đà này mà cho ở riêng thì, luôn thì buông được. Thật với bác Đoàn là em nhớ cháu quá, em không chịu được, nhớ em thì phải đi tìm thăm. Đến cho trọ thi thoảng cứ vài, ấy em vừa chiều nay vừa đưa đến nhà nó, đưa cháu đến, nó nhớ bố nó lại đưa nó về với bố nó, cứ nhớ cháu lại đón về đây. Đấy, nhớ mà có khi là bà còn ra nấu cơm cho nhà nó nữa. Thế chưa? Chị dạ, thấy mà chỉ cần nó ở tách ra là bà nhớ cháu, bà ra, mà bà ra là bà phải tử tế. Thực sự bác Đoàn với bác Mùi này em cảm ơn nhá. Dạ vâng. Hy vọng là chị sẽ thay đổi và các cô con dâu của mình sẽ được tự chủ hơn trong vai trò gia đình nhỏ của mình. Dạ vâng, chào chị nhá. Cảm ơn các bác ạ. Dạ vâng, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định.